Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp lại các bạn. Và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe sau đây, chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên là đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện, gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị vui vẻ cùng với tập truyện đầu tiên. Tập 1. Mục Tiểu Ly mặc chiếc áo cưới trắng được thiết kế ôm trọn thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Trên tay cầm bó hoa cưới đắt tiền, được Lâm sắp chậm chậm tiến vào lễ đường. Bên trong vệ cảnh phòng, dáng người cao ráo mặc bộ vest đen, đeo mặt nạ, che đi nửa khuôn mặt bị bỏng do tai nạn, rồi đưa mắt lạnh nhìn phía cô. Đúng ra, người hôm nay mặc trên người chiếc áo cưới sang trọng đắt tiền này không phải là cô, mà chính là Tuyết Ly, chị gái song sinh với cô. Nhưng chị ta đã bỏ trốn khi biết Phong bị tai nạn hủy dung và không còn khả năng chăn gối. Vì vốn dĩ có hôn ước từ trước, gia đình cô và vệ gia lại có giao tình, nên mẹ cô đã van xin cô thay thế cho chị mình. Cô nhớ lại, mẹ con đã tìm khắp nơi nhưng không thấy chị đâu cả. Con bé này đi đâu được chứ? Nhà trai sắp đến rồi, để mẹ lên phòng nó xem lần nữa xem sao. Lý Nhã Quân lo lắng bước lên cầu thang gấp gáp đi lên tìm Tuyết Ly. Trong đầu bà cứ nghĩ rằng con bé này hẳn là căng thẳng quá nên nó trốn đâu đó. Nhưng khi vào phòng tìm quanh, bà lại không thấy bóng dáng đâu. Trên bàn có mảnh giấy cô viết vội để lại: "Ba mẹ, hai người tha thứ cho con. Con không thể chôn vùi cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân tăm tối này được. Ba mẹ đừng tìm con. Khi nào mọi việc ổn rồi, con trở về. Tuyết Ly." Bà Nhã Hân ôm đầu chao đảo. Tiểu Ly bước vào, thấy bà sắp ngã thì chạy đến đỡ lấy bà. "Mẹ à, mẹ sao thế?" Chị con nó trốn mất rồi." Bà Nhã Hân vừa nói vừa đưa bức thư cho Tiểu Ly xem. Cô cầm lấy đọc từng chữ mà không tin được vào mắt mình. "Sao lại thế hả? Chẳng phải chị thích anh Phong à? Sao lại bỏ trốn à?" "Mấy hôm trước nó nói với mẹ muốn hủy hôn, vì biết Phong không thể trong phương diện kia. Nhưng mẹ khuyên bảo, nghĩ rằng nó đã hiểu. Không ngờ... thôi chết rồi, bây giờ phải làm sao đây?" "Anh Phong không thể ấy à? Sao chị lại biết à?" Mục Lạc Lâm từ bên ngoài vội vã bước vào. Thấy vợ sụt sùi khóc thì lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế? Tuyết Ly đâu rồi? Bảo nó nhanh lên, nhà trai đến trước cửa nhà mình rồi kìa." "Tuyết Ly nó không đồng ý lấy Phong, nó trốn rồi. Bây giờ phải làm sao đây hả ông?" "Hả? Cái gì?" Ông Lâm kinh ngạc, không tin vào điều mình nghe. Ông chạy đến kiểm tra tủ quần áo, tủ trống không có cái gì. Ông thất thần ngồi bệt xuống giường than vãn: "Sao mọi chuyện thành thế này? Tôi nó làm sao với vệ gia?" "Ba mẹ à, hay là chúng ta bước ra nhận lỗi với họ rồi ngày cưới lại ạ? Đợi tìm được chị con rồi thì tổ chức lễ cưới lại được không?" "Con nghĩ vệ gia là gia tộc thế nào? Làm họ mất mặt, chúng ta liệu có sống nổi không?" Chợt bà Hân nhìn Tiểu Ly, trong lòng bà lóe lên suy nghĩ. Bà vội nắm lấy tay con: "Tiểu Ly ơi, hay con thay chị Tuyết Ly làm vợ Phong được không?" "Mẹ à, không được." "Sao lại không được? Con với Tuyết giống nhau như hai giọt nước ấy, vệ gia chắc chắn không phát hiện ra đâu." "Đúng đấy Tiểu Ly, nếu con không đồng ý, Mục gia ta chẳng còn đất mà sống. Con nỡ lòng nhìn ba mẹ mất hết mặt mũi rồi bị người khác nặng nhẹ à? Nếu hôm nay con không đồng ý, ta chết cho con vừa lòng." Ba đừng mà, con..." "Tiểu Ly, con suy nghĩ gì nữa? Vệ gia là gia tộc lớn, lại nắm trong tay một nửa kinh tế thành phố này. Cuộc sống sau này của con không cần phải lo nghĩ. Nếu Phong không thể trong phương diện đó thì có thể thụ tinh nhân tạo. Tiểu Ly, chẳng lẽ con nỡ lòng thấy ba mẹ chết mà không cứu? Hay là con muốn ta quỳ xuống đây xin con?" Bà Hân vừa nói vừa khom người định quỳ trước mặt cô. Tiểu Ly thấy vậy vừa ôm lấy bà, hai hàng nước mắt chảy dài: "Mẹ đừng làm thế, con đồng ý." "Thật ư? Tốt quá, vậy mau chuẩn bị thôi." Tiếng hỏi của cha xứ làm Tiểu Ly giật mình khỏi dòng suy nghĩ. "Mục Tuyết Ly, con đồng ý lấy vệ cảnh Phong làm chồng không?" Tiểu Ly ngước mắt nhìn phía Phong. Đương nhiên cô muốn lấy,
vì anh ấy là người đầu tiên làm cô rung động. Nhưng trái tim anh ấy từ lâu chỉ thuộc chị của cô. Nhưng Tuyết Ly bây giờ đi đâu mất rồi? Vị cha xứ nhìn cô chờ đợi. Lúc này Tiểu Ly chậm chậm gật đầu. Con đồng ý ạ. Vậy vệ cảnh phong, con có đồng ý lấy Mục Tuyết Ly làm vợ không? Trước câu hỏi của cha xứ, Phong đưa mắt lạnh nhìn vào Tuyết Ly khẽ lên tiếng. Con đồng ý. Vậy hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Sau màn đeo nhẫn, cha xứ nhìn hai người mỉm cười. Bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau. Bên dưới lúc này tung hô lên tiếng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Phong tiến về phía Tiểu Ly, đưa bàn tay còn hẳn vết sẹo do bị bỏng chạm vào mặt cô từ từ cúi xuống. Trái tim Tiểu Ly đập loạn. Bàn tay cô siết chặt bó hoa trong tay, ánh mắt nhắm nghiền. Chợt cô nghe âm thanh lạnh lùng cất lên bên tai. Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô thật ư? Mục Tiểu Ly, cả đời này cô đừng mong tôi sẽ chạm vào cô. Dưới góc độ nghiêng, mọi người cứ nghĩ rằng hai người trên sân khấu đang hôn nhau. Nhưng không ai biết rằng Phong chỉ đang đặt môi lên ngón tay cái của mình, đặt trên môi cô. Tiếng vỗ tay chúc mừng hoan hỉ. Nhưng không ai biết trong lòng Tiểu Ly đau như thế nào. Hóa ra anh biết cô không phải chị Tuyết. Cuộc sống hôn nhân này rồi nó sẽ đi về đâu đây? Sau buổi hôn lễ, Tiểu Ly được đưa về biệt thự riêng của Phong. Ngồi trong căn phòng rộng lớn, tâm trạng cô vô cùng trống trải. Nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, điểm 12 giờ. Muộn vậy rồi, Phong vẫn chưa về nhà ư? Có lẽ không muốn nhìn thấy mặt cô, cho nên cố tình không về rồi. Cô bước đến chiếc vali, lấy ra bộ quần áo để thay. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang tiến đến phía phòng mình. Cô hồi hộp, tim đập mạnh nhìn về phía cửa. Cánh cửa phòng vệ mở ra. Phong say mềm trao đảo để cửa bước vào. Thấy anh như sắp ngã, cô vội vã bước đến đỡ lấy anh. Anh cẩn thận chút đi. Phong nâng mắt nhìn người phụ nữ đỡ lấy mình, nhận ra Tiểu Ly. Anh trao đảo rồi đẩy cô ra. Ai cho cô vào đây? Em. Quản gia đưa em lên đây. Đây là phòng tôi. Khi không có sự đồng ý của tôi, cô không được phép đặt chân vào đây, rõ chưa? Nhưng em là vợ anh, em không ở đây thì em ở đâu? Phong nâng cằm cô, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô. Cô không phải vợ tôi. Tiểu Ly, cô ghê gớm thật. Lợi dụng lúc Tuyết vắng mặt, giả mạo cô ấy gả cho tôi. Cô tưởng rằng tôi không nhận ra cô à? Tôi nói cho cô biết, người tôi muốn lấy làm vợ chỉ có một mình Tuyết thôi. Còn cô cả đời này, đừng mong tôi coi cô là vợ. Phong vừa nói vừa đẩy cô ra. Tiểu Ly cảm giác trái tim mình đau đến thở không nổi. Trong mắt anh, cô xấu xa đến vậy à? Cô cũng chỉ là bất đắc dĩ, chứ đâu phải một người toan tính như anh nói. Ai có thể hiểu cho cảm giác của cô lúc này? Phong liếc mắt, thấy cô đứng đó thì quát lớn. Cô khóc cái gì? Cô nghĩ chỉ với vài giọt nước mắt giả tạo này, tôi mềm lòng với cô à? Cô đề cao mình quá rồi đấy. Nếu anh đã biết em không phải chị Tuyết, tại sao không vạch trần em trước mặt mọi người? Tại sao chấp nhận kết hôn với kẻ giả mạo như em? Phong đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt cô, khom người xuống, đưa tay tháo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt bị bỏng đến quái dị của mình. Vì tôi muốn trả thù các người. Mục gia các người coi tôi như đứa trẻ, dám ngang nhiên qua mặt tôi. Tôi cho các người biết cái giá của việc đùa bỡn tôi là như thế nào. Mang hành lý cô ta, cút khỏi phòng cho tôi. Tiểu Ly giật mình trước tiếng quát của Phong, liền chạy vội ra khỏi phòng. Phong trong lòng bực tức hất văng chai rượu trên bàn, rồi khuỵu xuống ngồi bệt trên sàn. Anh đưa tay tháo đi phần da giả bị bỏng ném sang một bên, để lộ gương mặt đẹp như tạc tượng. Mày rậm đen, mắt phượng dài hẹp, sóng mũi cao thẳng tắp. Từng đường nét trên gương mặt anh chuẩn đến mức như được điêu khắc lên vậy. Thật ra gương mặt anh hồi phục từ lâu, nhưng anh nảy ra ý định muốn dùng gương mặt đáng sợ này thử lòng Ly. Không ngờ Tuyết Ly, cô ta vừa biết tin anh bị hủy dung và liệt dương thì đã vội vàng bỏ trốn. Không thể chấp nhận được sự thực phũ phàng, anh cố chống chế, tìm lý do biện minh cho cô ta. Anh cho rằng Tuyết Ly có nỗi khổ không thể nói, cho nên mới quyết định bỏ anh mà đi như vậy.
Ly rời khỏi phòng nhưng không biết đi đâu. Đêm tân hôn bị chồng đuổi ra khỏi phòng, đúng là bi hài cuộc đời cô. Đang thất thần dựa vào tường, nghe tiếng quản gia hỏi: "Khuya rồi, sao thiếu phu nhân đứng đây?" Ly lúng túng đưa tay lau nước mắt rồi gượng cười: "Dạ không có gì đâu ạ, cháu thấy ngột ngạt, cháu muốn đi lòng vòng chút ạ." "Giờ này á?" Lưu quản gia nhìn đồng hồ khẽ hỏi cô. Ly ngập ngừng nhìn vào trong phòng rồi cúi đầu nói: "Lưu quản gia, chú giúp cháu một việc được không ạ?" "Việc gì thế?" "Giúp cháu dọn một phòng khác được không?" Như hiểu vấn đề, ông Lưu thở dài rồi nhìn cô: "Thiếu phu nhân đi theo tôi." Lưu quản gia đưa cô đến gian phòng phía tây, đối diện với phòng của Phong, nhưng cách khá xa. Tuy không rộng lớn như là phòng của Phong, nhưng đối với Tiểu Ly tốt lắm rồi. Lưu quản gia nhìn cô: "Đêm nay thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi xin phép." "Vâng, cảm ơn chú ạ." Đóng cánh cửa lại, Tiểu Ly nhìn một mình đối diện với sự cô đơn. Cô trượt người ngồi bệt xuống sàn, co chân ôm lấy đầu gối, như tìm kiếm sự ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo. Cô tự hỏi, vì sao Phong trở nên lạnh lùng như vậy? Phong mà trước đây cô quen biết dịu dàng, ân cần với cô, từ lúc nào trong mắt anh cô lại đáng kinh tởm thế này? "Phong, anh thực sự quên mất em rồi ư?" Cả đêm qua, Tiểu Ly dường như không ngủ được. Những lời khó nghe của Phong văng vẳng bên tai. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nói với cô những lời như vậy. Cô rời khỏi phòng rất sớm, bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Dù Tiếm chưa ngăn cản để bà làm, nhưng cô nhất quyết muốn tự tay làm bữa sáng cho anh. Mặc dù thấy thiếu phu nhân của mình thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn, nhưng Thiếm Trương vẫn vui vẻ phụ giúp cho cô. Phong bước xuống nhà, thấy Tiểu Ly loay hoay trong bếp. Không hiểu cô muốn giở trò gì thì lên tiếng hỏi: "Cô đang bày cái trò gì đấy?" Tiểu Ly nghe tiếng của anh giật mình quay phát lại, tay chân trở nên lóng ngóng, đánh rơi cả chiếc muỗng trên tay. Đôi hàng lông mày của Phong chợt nhíu lại. Tiểu Ly lúng túng: "Dạ, em xin lỗi ạ, em vô ý quá." "Cô đang làm cái gì?" "Em nấu bữa sáng cho anh. Anh ngồi xuống đi, em làm xong rồi đi ạ." "Không cần đâu, tôi không muốn ăn. Nhà này cũng không thiếu người làm, không cần cô ra vẻ như vậy." Phong không thèm nhìn đến bữa sáng cô làm cho anh. Nói xong anh quay lưng rời khỏi nhà. Tiểu Ly trong lòng có chút hụt hẫng, sắc mặt vì thế trở nên buồn bã. Thiếm Trương thấy cô như vậy thì an ủi: "Thiếu phu nhân đừng buồn, chắc thiếu gia có việc gấp cho nên cũng không kịp ăn sáng đấy ạ." "Dạ vâng." Phong đến công ty bằng sắc mặt ảm đạm. Chỉ nửa ngày, toàn thể nhân viên cao cấp đều bị mắng để không dám ngẩng đầu. Chủ tịch của họ hôm nay dường như phải thuốc súng. Ai nấy bước vào đều bị thuốc súng của chủ tịch làm cho tổn thương mà trở ra. Dương Tử Trạch, thư ký riêng của Phong, ôm một tập hồ sơ đến trước phòng chủ tịch bước vào. Thấy thư ký Dương, anh lên tiếng hỏi: "Việc tôi giao cho cậu, cậu điều tra tới đâu?" "Dạ thưa chủ tịch, Mục tiểu thư đã lên chuyến bay sang Mỹ ạ, vào 6 giờ ngày hôm qua. Hiện bây giờ chưa điều tra được cô ấy đang ở đâu." "Sang Mỹ á? Cô ấy sang Mỹ làm gì?" "Việc này tôi không rõ ạ. Tôi chỉ điều tra được cô ấy sang Mỹ, còn đi với ai làm gì tôi không tra được ạ." "Tiếp tục cho người tìm kiếm, bất cứ giá nào cũng phải tìm được cô ấy. Tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói lý do vì sao âm thầm bỏ đi." "Dạ vâng, đi ra ngoài đi." "Chủ tịch, anh có cuộc hẹn lúc 2 giờ chiều nay với đối tác. Bây giờ cũng đến giờ rồi ạ." "Tôi biết rồi, cậu cứ chuẩn bị đi hồ sơ đi." "Dạ vâng." Trải qua ngày dài trong ban kỷ thự rộng lớn, Tiểu Ly cô đơn một mình trong căn phòng vắng. Nắng buổi chiều dần tắt, màn đêm sang kín bao trùm cả biệt thự. Cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 12 giờ rồi, sao anh ấy chưa về nhỉ? Ly kéo ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong sợi dây chuyền bạch kim được thiết kế tinh xảo. Phía sau mặt dây chuyền khắc rõ chữ Phong. Cô cầm sợi dây lên ngắm nhìn, chợt nghe âm thanh tiếng bước chân ở phía cầu thang. Cô vội cất chiếc hộp rồi vào ngăn kéo. Là Phong cùng cô gái ăn bệnh sexy đang dìu nhau lên cầu thang. Trái tim Lê tưởng chừng vỡ tan thành từng mảnh vụn. Lưu quản gia mở cửa giúp bọn họ rồi trở xuống lầu. Cả hai người bước vào không thấy ra nữa. Lê cảm giác trái tim mình đau đến thở không nổi. Cô vội để cửa bước vào phòng, ngã lên giường khóc nức nở.
Anh thay đổi rồi, anh ấy không còn cần cô nữa rồi. Nó đến phòng, sau khi bước chân vào phòng đã lăn ra đường chẳng thể gượng dậy nổi. Anh say đến mức miệng không ngừng gọi tên Tuyết rồi khóc trong vô thức. Cô gái ăn bận sexy kia nhìn Phong nở nụ cười nhám hiểm. Ánh mắt thèm thuồng của cô ta nhìn anh như muốn nuốt chửng anh. Bởi Phong xưa này chưa từng gần gũi bất cứ cô gái nào. Chỉ hôm nay anh say quá, cho nên cô mới có cơ hội theo anh về đây. Cô ta từ từ thoát y cho mình rồi bò lên giường. Đêm nay phải chiều em đấy. Cô ta vuốt về rồi mở từng chiếc cúc áo. Phong mơ mơ màng màng nhìn gương mặt cô ta thì nhíu mày túm chặt lấy tay cô ta. Cô là ai? Em là người tình của anh mà. Đêm nay em đưa anh lên tận thiên đàng đấy. Anh đồng ý chứ? Phong như không thuận mắt, bật dậy hất ngã cô ta xuống giường quát một tiếng cút. Ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của anh làm cô ta hoảng sợ. Vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy khỏi giường. Phong ngã ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà khẽ nói. Tuyết à, rốt cuộc em đi đâu chứ? Nhắm đôi mắt, hàng nước mắt của anh lại rơi. Anh yêu cô nhiều như vậy, tại sao cô rời bỏ anh đi mà không một lời? Phong bật dậy, lao đao bước đến lấy chai rượu uống một hơi dài, rồi sau đó ngồi bệt ra sàn. Người ta nói uống rượu giúp quên đi chuyện không vui. Sao anh uống nhiều như vậy rồi? Hình bóng đó cứ mãi trong tim không quên được. Anh tức giận ném chai rượu vào tường rồi nằm xuống sàn. Lưu quản gia nghe âm thanh lớn liền nhanh chóng chạy tới. Cảnh tượng trước mắt làm ông cứ ngỡ rằng thiếu gia xảy ra chuyện gì. Ông chạy thật nhanh đến phòng Tiểu Ly. Âm thanh khá lớn nhưng đương nhiên Ly nghe được. Hai người nồng nhiệt đến mức đó ư? Cô ngỡ rằng hai người họ đang làm chuyện ấy với nhau nồng nhiệt, cho nên làm đổ vỡ đồ đạc trong phòng. Để khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập của Lưu quản gia. Thiếu phu nhân ơi, thiếu gia tự sát. Ly nghe ông nói hoảng hốt bật dậy mở cửa. Chú nói gì cơ? Anh Phong làm sao? Chẳng phải vừa đưa một cô gái về phòng à? Cô gái đó bị cậu đuổi đi rồi. Vừa tôi nghe âm thanh lớn phát ra từ phòng thiếu gia, tôi bước vào thấy cậu ấy nằm bệt dưới sàn, xung quanh toàn là máu. Ly lo lắng ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng Phong. Thấy anh nằm im, xung quanh loang lổ vết máu đỏ cùng mảnh vỡ. Cô bước đến ôm anh đứng dậy, vừa khóc vừa gọi. Phong ơi, anh làm sao thế này? Mở mắt ra nhìn em Phong à. Phong trong cơn say nghe tiếng cô gọi thì nhớn mắt nhìn. Gương mặt của Ly đang khóc nức nở ôm lấy anh, khiến cho anh nhớ cô bé năm xưa. Khi anh bị thương lại sốt mê man, cô bé ôm lấy anh khóc như vậy. Bất chợt anh bật dậy ôm lấy cô. Tuyết à, em trở về rồi. Em thực sự trở về rồi. Lưu quản gia sau khi bước vào phòng mới biết những vết đỏ trên sàn không phải máu mà là rượu thì vô cùng áy náy. Ông định nói với Ly nhưng thấy Phong đang ôm cô. Thấy mình là người thừa, ông đứng lên vội vã bước ra ngoài. Ly biết anh nhận nhầm mình là Tuyết cho nên vội đẩy anh ra. Phong, anh nhận nhầm người rồi. Em là... Câu nói chưa hết, Phong đặt lên môi cô nụ hôn sâu khiến cô không sao nói được gì nữa. Mặc cho Ly hết mực phản kháng đẩy anh, Phong ôm chặt lấy cô. Nụ hôn cứ thế sâu hơn khiến cô không sao thoát ra được. Anh nhìn cô, hôn cô, để khi cô thở khó nhọc vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông cô ra. Nhìn ánh mắt cô, bất chợt anh bế thốc cô lên giường chế ngự cô. Phong, nghĩ cho kỹ đi. Em là Mục Tiểu Ly chứ không phải Tuyết Ly của anh. Anh không được làm như thế. Mặc cho Ly nói gì, trong đầu anh giờ đây chẳng hiểu. Anh chỉ biết anh yêu Tuyết, giây phút này muốn có được Tuyết. Một lần nữa đặt nụ hôn lên môi cô. Cô không ngừng đánh vào ngực anh như muốn gọi anh tỉnh dậy để không nhầm lẫn giữa cô và chị, cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn của anh. Phong, nhảy cho kỹ đi. Em là ai? Em là Tiểu Ly, là người anh căm ghét nhất. Anh nghe rõ chưa? Nếu anh tiếp tục thế này, anh sẽ hối hận đấy. Phong im lặng nhìn mắt cô, ánh mắt ôn nhu đến lạ. Nhẹ nhàng lên tiếng anh nói. Tuyết à, anh yêu em, anh không hối hận. Trước đây trong khu rừng đó, người anh ấy yêu là cô, không phải Tuyết Ly ư? Cô nằm mơ à? Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ, hôn lên mắt, lên mũi cô, tất cả dịu dàng, không chút tức giận.
Ly nhẹ nhàng khép mắt, chấp nhận nụ hôn của anh. Đêm đó anh không ngừng đòi hỏi, mặc cho cô kiệt sức van xin. Mãi cho đến khi cô thực sự không chịu nổi nữa, mãi đến khi anh thỏa mãn rồi, anh mới gục xuống người cô. Tiểu Ly tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn người đàn ông của mình chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, thu dọn quần áo, bước vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, những vết đỏ chót tượng trưng cho cuộc hoan ái nồng nhiệt giữa cô và anh đêm qua. Cô đau quá, đến mức đi cũng khó nhọc. Ai bảo anh ấy sau khi bị tai nạn không còn khả năng chăn gối. Nghĩ đến mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng. Còn Phong tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhìn căn phòng lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi, anh nhíu mày, tự hỏi bản thân đêm qua xảy ra chuyện gì nhỉ? Lục ký ức, anh giật mình dở chăn nhìn người mình. Đây không phải mơ. Anh vậy mà đã cùng Tiểu Ly làm chuyện vợ chồng. Phong cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh yêu Tuyết, vậy mà làm ra chuyện đáng xấu hổ này với Tiểu Ly. Nếu sau này Tuyết trở lại, anh ăn nói sao với cô ấy? Nhưng chắc gì cô ấy trở về. Cô ấy ra đi chẳng phải vì không đồng ý lấy một người chồng hủy dung như anh. Nhưng tại sao Tiểu Ly đồng ý? Cô ta không thấy gây sợ gương mặt mình ư? Chắc chắn cô ta có âm mưu gì đó. Ý nghĩ hiện lên trong đầu, khiến sắc mặt anh trở nên khó coi. Anh mặc lại đồ rồi ngồi đợi cô ra. Ly đẩy cửa bước ra, thấy anh ngồi trên giường nhìn cô ánh mắt lạnh băng. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Nhìn những vết đỏ chót trên cổ cô, anh càng giận bản thân. Tại sao có thể dễ dàng buông thả chạm vào cô ta chứ? Anh đứng lên chậm chậm tiến về phía cô. Cô đừng nghĩ dùng thủ đoạn trèo lên giường tôi là tôi chấp nhận cô. Người thủ đoạn mưu mô như cô, đừng hòng thay thế vị trí của Ly trong lòng tôi. Cô biến khỏi phòng tôi ngay. Ly cõi lòng tan nát nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. Đêm qua đúng là một sai lầm cho cả cô và anh. Sao cô dễ dàng nghe lời ngọt ngào của anh? Để giờ đây người chịu thiệt tủi nhục là cô chứ. Ly vừa khóc vừa đẩy cửa trở về phòng mình. Lưu quản gia vừa bước lên để gọi hai người dậy ăn sáng, nhưng nhìn cảnh này ông lại đơ toàn tập. Chẳng phải đêm qua làm hòa, mới sáng lại cãi nhau. Gạt bỏ suy nghĩ, ông bước đến trước cửa phòng của Phong. Thiếu gia, xuống ăn sáng thôi ạ. Tôi biết rồi. Nhận được câu trả lời, Lưu quản gia bước về phía phòng của Tiểu Ly. Đưa tay chưa kịp gõ cửa, nghe tiếng nức nở bên trong khiến ông khựng lại. Đôi vợ chồng trẻ này sao cứ thích hành hạ nhau thế? Ông đứng tần ngần khá lâu, tiếng khóc bên trong chưa có dấu hiệu dừng lại. Đánh liều, ông định đưa tay gõ cửa, lại nghe tiếng Phong nói, mà kệ cô ta. Người như cô ta không ăn sáng một ngày cũng chẳng chết được. Nhưng thiếu phu nhân, tôi bảo ông mặc kệ cô ta, ông không nghe thấy à? Vâng vâng vâng, tôi biết rồi ạ. Phong cầm chiếc cặp đi nhanh xuống lầu dùng bữa, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty. Vừa bước đến cửa, ánh mắt anh hướng lên lầu, rồi chạy lại bảo thím Trương mang bữa sáng lên phòng cho thiếu phu nhân. Dạ vâng thiếu gia. Thím Trương mừng rỡ gật đầu, rồi nhanh chuẩn bị phần ánh sáng cho cô. Thấy Phong vừa quay lưng, bà mỉm cười thầm nói, chỉ được cái ngoài lạnh trong nóng. Thím Trương mang phần ăn sáng lên phòng cho Tiểu Ly. Nghe tiếng gõ cửa, Ly dừng khóc, vừa lau nước mắt vừa chậm chậm mở cửa. Thím à, tôi mang đồ ăn sáng cho thiếu phu nhân, cô ăn nhanh cho nóng. Vâng, cảm ơn thím, nhưng con không thấy đói ạ. Không đói thì cũng phải ăn. Cãi nhau là một chuyện, nhưng vẫn phải no với cái bụng thì mới có sức mà cãi tiếp chứ. Thím vừa nói vừa bê phần ăn sáng vào phòng cho cô. Cô gượng cười ngồi xuống ghế. Cảm ơn thím đã tốt với con. Thiếu phu nhân đừng cảm ơn tôi mãi, việc nên làm, mau ăn đi kẻo nguội nhé. Thím Trương lại giục. Ly gượng gạo cầm đũa cố ăn một ít cho bà vui, chứ thực chất cô chẳng cảm nhận được vị gì từ món ăn. Sau bữa ăn, Ly nhốt mình trong phòng, ngồi một mình suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra. Cô nhớ đến chị, không biết giờ này chị ở đâu nhỉ. Ly lục tìm điện thoại bị cô lãng quên trong hai ngày qua. Cô mở máy gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy. Mẹ nghe đây. Mẹ à, có tin tức gì của chị chưa mẹ? Chưa con ơi. Ba con cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại chẳng có chút tin tức gì. Giống như kiểu nó bốc hơi khỏi thành phố này. Thế con thì sao rồi?
Phong nó không phát hiện ra con chứ? Lý im lặng khá lâu. Nghe tiếng mẹ cô hỏi, cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Dạ không ạ. Ừ thế thì tốt. Con nhớ giữ khoảng cách với Phong. Đợi khi nào mẹ tìm được chị con, hai đứa sẽ đổ lại vị trí cho nhau nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Lý tắt máy, tâm trạng càng tệ. Làm sao nói với mẹ cô với anh đêm qua xảy ra chuyện đó nhỉ? Mẹ hiểu cho cô không? Hay là trách mắng? Đang thất thần, bỗng chiếc điện thoại của cô run lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô khẽ cười bắt máy. Mình nghe đây Đồng Đồng. Ly này, mình có tin vui cho cậu, muốn nghe không? Chuyện gì thế? Mình tìm được việc giúp cậu rồi. Tuy là công ty mới thành lập, nhưng điều kiện khá tốt. Ông chủ vô cùng đẹp trai. Cậu muốn làm không hả? Thật à, công ty nào thế? Gặp nhau mình mới nói. Mình đang ở nhà hàng đây, mau đến đây nhá. Mình có bất ngờ dành cho cậu đấy. Ừ, đợi mình chút. Lê nhìn những vết đỏ trên cổ mình trong gương. Không thể để Đồng Đồng thấy những dấu vết này. Cô chọn chiếc áo cổ khá cao, che chắn đi những dấu vết hoan ái. Nhận thấy mọi thứ ổn rồi, cô bước xuống nhà. Thấy Lưu quản gia đứng gần cầu thang, cô có chút e dè. Lưu quản gia, cháu ra ngoài có chút việc ạ. Thiếu phu nhân cứ tự nhiên, về trước bữa tối là được mà. Vâng, cháu sẽ về sớm ạ. Tại nhà hàng, Ly vừa đến đưa mắt tìm quanh. Đồng Đồng nhìn thấy cô thì đứng lên vẫy tay. Mình ở đây Ly à. Nhìn Đồng Đồng vẫy tay gọi mình, Ly mỉm cười bước nhanh tới. Đồng Đồng nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Sao cậu lâu thế? Mình đợi cổ sắc dài luôn ra rồi đây này. Mình đợi taxi hơi lâu. Cậu nói tìm được việc cho mình á? Ở đâu thế? Công ty này mới thành lập không lâu, cho nên rất cần người. Cậu mà nộp hồ sơ ấy, chắc chắn họ nhận đấy. Nhưng mình thắc mắc, nhà cậu có công ty, sao cậu không về làm cho ba? Sao vất vả đi tìm việc thế? Thì mình cũng biết là vậy, nhưng mình muốn tìm việc bên ngoài thử sức bản thân, cũng là để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân mình. Mình muốn sau này là chỗ dựa cho ba mình, chứ không phải là một gánh nặng. Vẫn chỉ có cậu suy nghĩ như thế. Nếu là mình về công ty ba mình, làm con gái ông chủ chỉ tay năm ngón không khỏe hơn à? Ly nhìn vẻ mặt bất cần của Đồng Đồng, nhịn không được cô cười. Cậu nói còn gây bất ngờ cho mình là gì cơ? À đấy, tí thì quên. Cậu còn nhớ anh Gia Vĩ, học trưởng hơn chúng ta hai khóa không? Ừ, nhớ. Nhưng có gì liên quan? Anh ấy chính là giám đốc công ty cậu sắp phỏng vấn đấy. Hả, thật á? Anh ấy mở công ty à? Giỏi nhở. Này, không chừng lần này vào đó làm việc, có khi nào lửa gần rơm lâu ngày cũng... Thôi, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Mình chỉ xem anh ấy như người anh trai thôi mà. Đùa cậu thôi. Này, anh ấy đến kìa. Anh Vĩ à, bọn em ở đây. Từ đằng xa, thấy Đồng Đồng vẫy gọi, Gia Vĩ mỉm cười đôi chân dài bước tới. Gia Vĩ là học trưởng, cũng là nam thần trong mắt những nữ sinh trong trường lúc đó. Dù tốt nghiệp trước Ly 2 năm, nhưng anh thường xuyên trở lại trường giao lưu, tham gia các hoạt động. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, anh đều gây sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Kem đợi lâu chưa? Cũng không lâu lắm ạ, Tiểu Ly cũng vừa tới. Ly, lâu quá không gặp, em khỏe chứ? Cảm ơn anh, em vẫn khỏe. Nghe nói anh vừa mở công ty riêng ạ? Ừ, công ty anh vừa thành lập, cho nên cũng ít người biết tới. Nếu em không chê có thể đến làm, lúc nào anh cũng rộng cửa đón em. Hai người nói chuyện đi. Em đi vào nhà vệ sinh một lát nhé. Đồng Đồng vừa nói vừa cầm túi sách đứng lên rời đi. Ánh mắt không quên liếc Gia Vĩ rồi nháy nháy một cái đầy hàm ý. Hai người lại nói chuyện rất vui, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời. Khá lâu sau không thấy Đồng Đồng trở lại, Ly thắc mắc. Ơ, cái con bé này đi vệ sinh ra lâu đấy nhỉ? Để em vào trong tìm cậu ấy xem sao. Ly à, không cần đâu. Kèm theo câu nói, Gia Vĩ vội vã nắm tay cô giữ lại. Vừa đúng lúc Phong từ bên trong nhà hàng bước ra trông thấy. Ly nhanh chóng rụt tay, nhưng ánh mắt hình viên đạn của Phong nhìn chăm chăm hai người họ. Trợ lý Dương thì anh đột nhiên đứng lại, thì nhìn theo hướng mắt anh, nhận ra Ly đang... Chủ tịch, hình như là thiếu phu nhân ấy ạ. Có cần qua bên đó không ạ? Không cần đâu. Phong siết chặt tay thành nắm đấm, tức giận quay lưng rời đi. Ly không hề biết sự có mặt của Phong,
Cô rút tay mình khỏi tay Gia Vĩ, giữ khoảng cách với anh. À, em nhớ ra em có chút việc bận, em xin phép về trước. Anh nói với Đồng Đồng giúp em với ạ. Để anh đưa em về. Thôi không cần đâu, em tự về được. Gia Vĩ nhìn bóng lưng cô, trong lòng dâng lên niềm vui. Anh khẽ cong môi mỉm cười rồi thầm nghĩ trong lòng. Thời gian còn dài, anh không tin không chinh phục được em. Phong trở về nhà bằng vẻ mặt rất khó coi, ném cái cặp lên bàn, tay nới lỏng cổ áo, liếc nhìn Lưu quản gia. Thiếu phu nhân đâu? Dạ, thiếu phu nhân vừa ra ngoài. Bao lâu? Cũng khá lâu. Hay lắm, Tiểu Ly, tìm mọi cách bước chân vào vệ gia. Vậy mà tôi vừa ra ngoài, cô chịu không được đi tìm đàn ông. Cô đúng là ghê gớm hơn tôi tưởng. Thiếu gia, tìm thiếu phu nhân có chuyện gì ạ? Cô ta là vợ tôi. Có việc tôi mới được tìm cô ta đấy à? À không ạ, tôi không có ý đó. Khi nào cô ta về, bảo cô ta lên phòng gặp tôi. Dạ vâng vâng. Phong tức giận bỏ lên phòng. Lưu quản gia nhìn theo, ánh mắt không khỏi lo lắng cho Ly. Xem ra hôm nay thiếu phu nhân xui xẻo rồi. Vừa dứt lời, ông thoáng thấy bóng dáng của Ly hớt hải chạy vào. Cô dừng trước mặt ông cười tươi. Lưu quản gia, cháu về rồi. Vẫn chưa trễ giờ đúng không ạ? Thiếu phu nhân hôm nay chọc giận gì thiếu gia? Nụ cười trên môi Ly tắt hẳn nhìn ông. Có chuyện gì thế ạ? Thiếu gia nói khi nào thiếu phu nhân về thì lên phòng gặp cậu ấy. Thiếu phu nhân chuẩn bị tinh thần đi, tôi thấy có vẻ thiếu gia tức giận đấy. Vâng, cảm ơn chú ạ. Ly lo lắng đưa mắt nhìn lên lầu. Cô nhấc từng bước chân nặng nề lên từng bậc cầu thang, đi đến trước cửa phòng anh. Cô đưa tay gõ gõ cửa, đồng thời hít một hơi thực sâu. Vào đi. Bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng, khiến cho cô có cảm giác sợ. Nhẹ bước vào đóng cửa lại. Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, khiến cô có chút ngợp. Nhìn ánh mắt lạnh băng của anh nhìn về phía mình, cô càng lo lắng khẽ hỏi. Anh tìm em có chuyện gì à? Phong dụi điếu thuốc lá nhìn cô. Hôm nay cô đi đâu? Em có hẹn với Đồng Đồng. Em... Cô hẹn với Đồng Đồng hay hẹn với gã đàn ông khác? Lôi lôi kéo kéo, liếc mắt đôi tình với nhau. Tiếng quát của Phong cùng cái đập bàn của anh khiến cô giật run cả người. Ly chưa kịp nói gì, Phong bước đến túm chặt lấy cổ cô rồi đẩy cô vào tường. Ly nghẹt thở đánh vào tay anh. Cô ho sặc sụa thều thào. Phong, thả em, thả em ra. Tôi quá xem thường cô rồi, Tiểu Ly. Cô dùng mọi thủ đoạn lên giường cùng tôi, nhưng không bỏ tính quyến rũ đàn ông bên ngoài. Cô nghĩ tôi không biết những việc cô làm à? Phong đẩy mạnh cô sang một bên. Ly ngã xuống sàn ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí. Ánh mắt đầy căm ghét của Phong nhìn cô, một chút thương xót không có. Trong mắt anh, cô là người lòng dạ đầy toan tính tham lam. Anh kinh tởm cô. Vì sao cùng là chị em song sinh, Ly hiền thục đáng yêu bao nhiêu, cô lại mưu mô xảo quyệt bấy nhiêu như vậy? Ly cảm thấy khá hơn, liền với tay bám vào chân Phong rồi đứng lên. Phong, anh hiểu lầm em rồi. Em hiểu lầm. Chính mắt tôi trông thấy hai người nắm tay nhau, tình tứ liếc mắt đưa tình trong nhà hàng. Cô còn nói tôi hiểu lầm à? Cô coi tôi là tên ngốc à? Một lần nữa Phong hất cô ra. Ly mắt thăng bằng, ngã đập đầu vào cạnh bàn đến bật máu. Ánh mắt Phong có thay đổi khi thấy mình làm bị thương cô, nhưng nhớ đến chuyện cô để người đàn ông khác nắm tay thì tức giận quay đi. Ly không quan tâm vết thương của mình đang đau. Cô bò dậy cố giải thích. Phong, nghe em nói, em với cả anh Gia Vĩ không có gì cả. Đồng Đồng hiện em ra ngoài, nói là tìm được việc giúp em. Và anh Gia Vĩ là chủ công ty mà Đồng Đồng giới thiệu. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp, em không... Anh Gia Vĩ, gọi nhau ngọt ngào đến thế. Cô còn nói cô không có gì với anh ta, thế mà lại gọi thân mật như vậy ư? Em không có, anh tin em được không? Em chỉ muốn tìm việc làm thôi mà. Ly ẩm ức nắm lấy tay Phong cố giải thích. Nhưng đối với Phong, những giọt nước mắt của cô chỉ là giọt nước mắt giả tạo. Cô chỉ là đang biện minh thôi. Muốn tìm việc à? Nếu cô muốn làm việc, tôi sẽ cho cô làm. Lưu quản gia. Quản gia Lưu nghe gọi tất bật chạy tới. Vâng, thiếu gia gọi tôi. Đuổi hết tất cả người làm trong nhà. Từ hôm nay mọi việc để cho cô ta làm, nghe rõ chưa? Thiếu gia, như thế không hay lắm. Ở đây tôi là chủ hay ông là chủ? Tôi nói làm là làm,
Còn nữa, không có sự đồng ý của tôi, không để cô ta ra khỏi nhà, nhớ chưa? Dạ, dạ vâng thiếu gia. Phong hất cô ra rồi bước chân rời khỏi phòng. Lê ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở. Cô làm gì sai? Tại sao đối xử với cô như vậy? Lưu quản gia nhìn cô xót xa, ông đi đến đỡ lấy cô. Thiếu phu nhân à, tôi đưa cô xuống nhà để bà Trương băng bó vết thương giúp cô nhé. Ly ngồi im cho bà xử lý vết thương. Tâm trạng cô vô cùng tệ, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Cô khóc không phải vì vết thương trên trán, mà vì vết thương nơi trái tim bị tổn thương đến rỉ máu. Sao anh nghĩ về cô như vậy? Trước đến nay trong tim cô chỉ có duy nhất hình bóng anh ngự trị, làm gì còn chỗ cho bất cứ ai. Sao lại không tin cô? Thấy cô khóc mãi, bà Trương lo lắng ngừng tay hỏi. Thiếu phu nhân, tôi làm cô đau à? Không ạ, cháu không thấy đau đâu. Thiếu gia cũng thực là, sao lại ra tay với thiếu phu nhân nặng thế này? Anh ấy cũng không cố ý, là cháu tự ngã thôi ạ. Xong rồi, thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây. À, tôi lên thu dọn phòng của thiếu gia cho xong đã. Vâng, cảm ơn thím ạ. Ly lủi thủi trở về phòng, bà nhìn theo khẽ lắc đầu, rồi quay sang Lưu quản gia. Có chuyện gì sao thiếu gia tức giận thế nhỉ? Tôi không biết, bà có thấy thiếu phu nhân bây giờ khác với trước đây không? Nghe ông hỏi bà mới để ý, quả thực thiếu phu nhân bây giờ khác hoàn toàn với trước đây, tính tình trở nên hiền dịu, không kiêu căng như trước. Phải công nhận khác một trời một vực ấy chứ. Đấy, không những thiếu phu nhân thay đổi, thiếu gia cũng thế. Từ hôm qua đến giờ, cậu ấy như biến thành người khác, rất thô bạo lạnh lùng. Không biết giữa họ xảy ra chuyện gì nhở? Vợ chồng mới cưới mà đã thế này, về lâu về dài sống làm sao đây? Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm thay quần áo xuống nhà bắt tay vào công việc của mình. Vì người làm trong nhà ngoài thím Trương và quản gia Lưu, tất cả bị đuổi theo lệnh của Phong. Mặc dù thím Trương nói để bà làm giúp, nhưng cô nhất quyết tự mình làm. Anh muốn thì cô sẽ làm, miễn sao đừng nghĩ xấu về cô nữa. Nhìn thiếu phu nhân cực khổ làm những việc tay chân của người giúp việc, ông Lưu và bà Trương thấy tội cho cô. Không biết cô làm gì sai, sao thiếu gia lại thay đổi đối xử với cô như vậy? Ông nói xem, nếu không yêu nữa, lấy nhau về làm gì, rồi đẻ ái nhau như thế nhở? Cái này người trong cuộc mới hiểu thôi. Phong trở về nhà khi trời vừa sụp tối, thấy cô gái nhỏ loay hoay dưới bếp bận rộn cũng có chút xót xa. Nhưng nghĩ đến cô với người đàn ông nắm tay nhau, anh ta tức điên cả người. Đặt chiếc cặp thực mạnh lên bàn rồi hằn giọng, như muốn báo hiệu cho ai đó anh đã trở về. Ly nghe tiếng bên anh trở về thì vội vã bước ra chào hỏi. Anh về rồi à? Cô làm gì cả buổi chiều mà giờ bữa tối chưa xong? Em làm xong rồi ạ. Đợi em lát em dọn lên ngay. Cô nhanh nhẹn bước vào trong bếp rồi dọn cơm cho anh. Nhìn bàn thức ăn tuy đơn giản, nhưng mùi hương này khiến bụng ai kia bắt đầu đánh trống. Anh thong thả ngồi vào bàn, cô đưa đũa đến cho anh. Ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô, khiến cô giật mình rút tay lại. Hành động này của cô khiến anh khó chịu. Như hiểu suy nghĩ của anh, cô nhanh chóng tránh đi. Anh ăn đi ạ, em đang bận việc chút. Cô nói xong nhanh nhẹn tránh đi. Phong cảm giác như cô đang tránh mặt anh. Nếm thử thức ăn cô nấu khá là ngạc nhiên. Cô gái nấu ăn giỏi như vậy à? Như không tin, anh gọi bà Trương tới. Thím Trương, tất cả món đồ này thiếu phu nhân nấu hết à? Dạ vâng thưa thiếu gia, tất cả những món này chính tay thiếu phu nhân làm, tôi chỉ phụ chuyện lặt vặt. Có vấn đề gì không ạ? Không có gì đâu, bà cứ đi làm việc của mình đi. Dạ vâng. Phòng im lặng rồi lên tầng, nơi cô gái nhỏ đang loay hoay làm việc. Đường đường nhị tiểu thư Mục gia, vậy mà biết những việc này giỏi vậy ư? Nhiều ngày sau đấy, ngày nào Ly cũng làm việc cực nhọc, từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt. Sức lực cô gái nhỏ chịu không nổi mà đổ bệnh. Người cô dần nóng, cảm giác cả người đau nhức như vỡ vụn, nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi. Cô sợ ai nghĩ cô lười biếng không muốn làm việc, cho nên viện lý do để trốn. Sắc mặt cô nhợt nhạt, Phong cũng nhận thấy nơi không ổn của cô. Cầm tờ báo, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Trong đầu anh thầm nghĩ, mới làm có mấy ngày đã không chịu được à?
Liếc mắt thấy Lưu quản gia đang nhìn mình bằng ánh mắt cười cợt, anh thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm vào tờ báo. Vừa thấy Ly trở vào nhà, anh lớn tiếng gọi: "Cô đi thay nước bể bơi cho tôi, lát nữa tôi muốn bơi." "Thiếu gia, bể bơi tôi vừa thay sáng nay ạ." "Tôi bảo thay thì thay đi." Lưu quản gia nói chưa hết câu, Phong lớn tiếng. Ly biết anh cố tình làm khó cho cô, mặc bản thân không khỏe, cô đứng lên nói: "Vâng, em đi thay ngay." Phong nhìn theo cô rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thấy Lưu quản gia và bà Trương nhìn mình đăm đăm, anh chột dạ đứng dậy nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?" Trở về phòng, anh vén rèm cửa sổ nhìn phía bể bơi, nơi cô gái nhỏ loay hoay làm việc. Nhiều ngày qua, kể từ khi hai người xảy ra chuyện chung chăn gối, cô luôn tránh mặt anh giống như tránh mặt kẻ thù. Tâm tư cô gái này anh không thể nào hiểu được. Rốt cuộc mục đích cô ta vào Vệ gia là gì đây? Đang miên man suy nghĩ, anh nhìn thấy cô ngã xuống hồ bơi rồi bất động từ từ chìm xuống. Trong đầu anh không nghĩ được gì, vứt luôn cái tờ báo cầm trên tay, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà. Lưu quản gia còn chưa kịp hỏi, anh chạy thực nhanh ra bể bơi rồi nhảy bùm xuống. Không hiểu vì sao, thấy cô gái nhỏ nằm im bất động rồi từ từ chìm xuống đáy hồ, trong lòng anh dâng lên sự lo lắng khó tả. Anh không ngần ngại kéo cô lên. Đưa được cô lên bờ, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sức sống của cô, anh thực sự sợ hãi vô cùng. Anh lại gọi tên cô thực to nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Anh quay sang Lưu quản gia hét lớn: "Mau gọi bác sĩ đi, nhanh lên." Phòng bế cô chạy vào nhà, tự tay thay đồ cho cô. Lúc này phát hiện cơ thể cô không ổn, đưa tay sờ lên trán, bất giác: "Trời đất ạ, sao lại sốt cao thế này?" Lưu quản gia bước đến gõ gõ cửa phòng: "Thiếu gia, bác sĩ Lục đến ạ." "Bảo cậu ấy vào đây đi." Phòng chỉnh trang lại quần áo cho cô, đắp chăn lại rồi mới bước đến mở cửa. Lục Thiếu Huy dáng người cao lớn, gương mặt điểu trai, đeo kính cận bước vào phòng. Phong lo lắng hỏi: "Cậu kiểm tra xem cô ấy làm sao, tôi thấy có vẻ sốt cao." Huy vừa bắt mạch kiểm tra, vừa không quên nói lời châm chọc Phong: "Vợ chồng mới cưới, cậu kiềm chế chút chứ, hành vợ ra nông nỗi này đấy à? Lo làm việc của cậu đi, cẩn thận cái miệng mình đấy." Phong nói lời đe dọa, Huy chẳng những không sợ, còn nhếch môi cười cười nhìn Phong khiêu khích: "Tôi sợ quá đấy, cậu thử động vào tôi xem, ai sẽ là người cứu vợ cậu đây?" Phong vẻ mặt tức giận nhưng không làm gì được Huy nên đành im lặng. Huy kiểm tra cho cô xong, quay sang nhìn Phong: "Cô ấy bị sốt cao, thể trạng yếu ớt nên ngất đi. Bây giờ tôi tiêm thuốc hạ sốt tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Nhớ đừng để cô ấy làm việc quá sức." "Không có gì nghiêm trọng chứ, vậy sao cô ấy chưa tỉnh?" "Đại thiếu gia của tôi ơi, sức khỏe cô ấy yếu như vậy, mê man vậy, từ từ cô ấy sẽ tỉnh lại." "Mà trông có vẻ lo lắng nhỉ?" "Lo thế, sao bắt người ta làm việc như người làm vậy?" "Cậu nói nhiều quá đấy, tôi lo lắng khi nào? Lo làm việc của cậu đi, tôi đi về phòng đây." Phòng như bị nói trúng tim đen, anh thẹn quá hóa giận bỏ về phòng. Anh cứ đi đi lại lại, tìm lý do biện minh bản thân không hề lo lắng cho cô. Mình lo cho cô ta khi nào? Chẳng qua không muốn có án mạng xảy ra trong chính nhà mình. Cô ta bệnh thế nào, quan tâm làm gì? Nhìn bộ quần áo đang ướt sũng của mình, anh mới nhớ cứ mãi lo lắng cho cô ta, thế mà quên mất bản thân mình cũng đang bị ướt. Anh tự tìm lý do biện minh, không phải mình lo cho cô ta, chẳng qua mình là người tốt, mình không thể thấy chết mà không cứu, có đúng không nào? Phong trở lại phòng của Ly, cô gái nhỏ gương mặt tái nhợt vẫn nằm im lìm trên giường. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ngồi xuống nhìn cô, kề trán mình chạm vào trán cô kiểm tra xem có còn sốt không. Thấy nhiệt độ khá nóng, anh vội vã lấy khăn ấm lau cho cô. Như nhận ra hành động của mình có gì không ổn, anh rụt tay bỏ chiếc khăn vào chậu nước. Tại sao mình phải chăm sóc cô ta? Mặc kệ cô ta, cô ta sốt đến phát điên đâu liên quan gì tới mình đâu. Nghĩ thì anh đứng bật dậy rời khỏi phòng, nhưng mới đến cửa lại nghe tiếng cô nhẹ kêu: "Đau, đau quá." Lập tức anh buông tay nắm cửa ngồi xuống giường, áp tai mình và sát mặt cô: "Cô đau ở đâu đấy? Ly, cô nghe tôi nói không đấy?" Ly im lặng không nói gì, mắt cô nhắm nghiền như đang say giấc.
Anh vội vã mở cửa bước ra ngoài gọi Ly. Nghe tiếng gọi gấp gáp của Phong, Ly nhanh chóng chạy lên. Có chuyện gì thế? Cậu vào kiểm tra cho cô ấy đi, tôi nghe cô ấy kêu đau. Huy khẽ thở dài nhìn Phong. Thưa đại thiếu gia, sốt cao quá, cơ thể bị đau nhức cậu không biết ư? Chẳng phải cậu tiêm thuốc rồi à? Sao cô ấy vẫn chưa hạ sốt? Sao vẫn còn kêu đau? Thuốc của tôi đâu phải thần dược, vừa tiêm vào đã có thể khỏi luôn. Cậu sốt ruột như vậy, sao không lau mát cho cô ấy? Như vậy nhiệt độ nhanh hạ, cô ấy sẽ hết đau nhanh thôi. Huy không giữ nổi bình tĩnh với anh bạn thân của mình. Ngược đãi vợ cho lắm vào, bây giờ lại còn lo sốt vó. Nghe tiếng quát của Huy, Phong như bình tĩnh một chút rồi nhìn Huy giải thích. Tôi đâu có sốt ruột gì đâu, chẳng qua thấy kêu đau, tôi có lòng tốt gọi cậu lên kiểm tra, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi có hiểu lầm hay không ấy, tự bản thân cậu biết. Tôi vẫn có một câu khuyên cậu này. Ly là giả danh của Tuyết gả cho cậu. Nhưng giữa lễ đường, cậu đồng ý chấp nhận cô ấy là vợ thì có trách nhiệm với cô ấy đi. Còn nếu thực sự cậu chán ghét cô ấy như lời cậu ấy nói, tại sao không giải thoát cho nhau? Câu nói của Huy làm tâm trạng Phong có vẻ xấu đi. Sắc mặt anh dần khó coi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi không bao giờ giải thoát cho cô ta một cách dễ dàng. Chắc chắn sự ra đi của Tuyết liên quan đến cô ta. Ngày nào tôi chưa tìm được Tuyết, ngày đó cô ta đừng hòng có cuộc sống bình yên. Nói xong, Phong quay lưng bỏ về phòng. Huy nhìn theo anh khẽ lắc đầu. Tôi chỉ sợ cậu không có dũng khí đối diện sự thật. Tôi chống mắt lên xem cậu như thế này được bao lâu. Ly sốt mê man đến tối, sau đó cô mới dần tỉnh. Cô nhẹ nghiêng người chống tay ngồi dậy, chiếc khăn trên trán vì thế rơi xuống. Cầm chiếc khăn còn ấm, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng im lìm không một người. Mà cô tìm gì nhở? Hay cô mong rằng người đắp chiếc khăn kia là anh? Thiểm Trường để cửa bước vào, thấy cô tỉnh thì mừng rỡ lắm. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi à? Úi dồi ôi, cô dọa tôi sợ chết. Dạ, con bị làm sao thế hả? Cô bị ngất ngã dưới hồ, may thiếu gia phát hiện, không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Anh Phong cứu con đấy à? Giọng nói pha chút niềm vui và ánh mắt mong đợi của cô nhìn về Thiểm Trường. Nhận cái gật đầu của bà, niềm vui hiện rõ trong mắt cô. Cô ngước nhìn Thiểm Trường. Anh ấy đâu rồi ạ? Thiếu gia ra ngoài từ chiều đến giờ chưa về. Nụ cười tắt trên môi, cô ngước nhìn đồng hồ trên bàn. 11 giờ hơn, anh đi đâu nhỉ? Có lẽ cô nghĩ nhiều. Anh cứu cô đơn giản vì không muốn cô chết trong nhà anh, chứ không có chút tình cảm dư thừa nào dành cho cô. Trái tim anh thuộc về chị ấy mất rồi. Thiếu phu nhân đợi tôi một lát, tôi xuống nhà hâm cháo lại cho cô. Cả ngày nay cô không ăn gì rồi mà. Vâng, cảm ơn thím ạ. Được rồi, thiếu phu nhân đợi tôi một lát. Ly ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ngăn kéo nhỏ, cô nhỏ dậy vươn tay kéo ra, sau đó lấy chiếc hộp nhỏ mở ra nhìn ngắm. Anh thực sự không có chút tình cảm nào dành cho em à? Đột nhiên cửa phòng mở rất mạnh, làm cho Ly giật mình. Phong gương mặt ửng đỏ vì say rượu chậm chậm bước vào. Cô hoảng hốt giấu cái hộp nhỏ vào sau lưng mình lắp bắp. Anh sang đây có việc gì thế? Cô giấu cái gì sau lưng? Đâu có, em giấu gì đâu. Nói lời biện minh của Ly không làm anh tin. Anh bước tới nhoài người về phía cô, vươn tay đoạt lấy cái hộp. Ly sợ hãi siết chặt cái hộp hơn, sau đó cô giấu sâu vào lưng mình. Phong nhoài người ôm cô trong lòng, luồn tay sau lưng cô giật cái hộp. Nhìn cái hộp nhỏ xinh, anh liếc mắt lạnh nhìn cô. Trong này là gì? Có phải của gã đã đông hôm trước trong nhà hàng tặng cô? Không, đây là đồ của em, anh không có quyền được lấy nó. Ly bước xuống giường đoạt lại cái hộp, nhưng Phong giơ nó lên cao, mà chiều cao của cô có hạn cho nên không sao đoạt lại được. Phong vươn tay mở cái hộp nhỏ, sợi dây chuyền lập tức rơi xuống sàn. Nhìn sợi dây, sắc mặt Phong tối lại. Anh vươn tay nhặt lấy sợi dây rồi đưa mắt lạnh lùng nhìn cô. Từ đâu cô có sợi dây chuyền này? Em... Nói. Em... Là em nhặt được. Nhặt được á? Đây là sợi dây chuyền tôi tặng riêng cho Tuyết. Cô ấy nói với tôi, vô ý cô ấy làm mất nó. Này, nó nằm trong tay cô. Nói,
cô ăn cắp nó đúng không? Em không có, Phong, em thử không có ăn cắp. Sợi dây này là... Tôi không ngờ cô có thể giả vờ chuyên nghiệp đến vậy. Một mặt đuổi Tuyết ra khỏi nhà, thay thế vị trí cô ấy trong lòng tôi. Mặt khác ăn cắp dây chuyền. Rồi sau đó... Trời đất ơi, Ly à Ly, kế sách của cô hoàn hảo thật đấy. Sao anh lúc nào cũng nghĩ em là con người xấu xa như thế? Chẳng nhẽ trong lòng anh, em trước nay chưa từng có chút ấn tượng tốt nào à? Đúng, trong mắt tôi cô chính là con người như vậy. Mưu mô xảo trá xấu xa đến mức tranh giành chồng của chị mình. Câu nói của Phong còn chưa xong, cô thẳng tay tát mạnh vào mặt anh. Khóe mắt Ly lúc này tràn ngập nước. Rồi sau đó giọng cô run run, cố kiềm chế lại cảm xúc. Đúng, tôi là con người mưu mô xảo trá, vô liêm sỉ đến mức cướp chồng của chị mình. Tôi ghê tởm đấy, anh hài lòng chưa? Phong im lặng nhìn cô không nói gì, bàn tay siết chặt. Nếu trong mắt anh tôi xấu xa như vậy, anh cần gì người vợ như tôi? Chỉ bằng giải thoát cho nhau đi, tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai lầm này. Ly hôn đi. Nước mắt cô trào ra khi nói hai từ ly hôn. Phong sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh như là giảm nhiệt độ. Anh tiến đến bóp cổ cô gầm gừ. Cô nghĩ tôi dễ dàng tha cho cô à? Tiểu Ly, cô xem thường tôi rồi. Đời này đừng hòng thoát khỏi tôi, trừ khi cô chết. Nói xong anh hất mạnh cô vào tường rồi quay lưng bỏ đi. Cô ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc nhìn theo anh. Sai lầm lớn nhất của cô, gật đầu đồng ý thay chị gả cho anh. Vì đến bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn lắm rồi. Phong trở về phòng bằng tâm trạng vô cùng tệ. Anh như phát điên hất tung tất cả đồ đạc trong phòng. Nhớ gương mặt bất cần của cô khi nói ba tự ly hôn đi, khiến anh càng thêm tức giận. Siết chặt nắm đấm, anh đấm mạnh vào tường đến bật máu. Tiểu Ly, ai cho cô cái gan dám đề nghị ly hôn? Ai cho cô cái gan đó chứ? Không ngừng ở cú đấm, Phong liên tục đánh vào tường như đang trút giận. Nhưng những cú đấm làm tổn thương mình, anh dựa vào tường trượt dài xuống ngồi bệt ra đất. Không muốn khóc đâu, nhưng hiểu sao, không hiểu sao nước mắt lại rơi. Là do vết thương ở tay đau, hay trong lòng anh đau, chỉ thấy nước mắt tuôn rơi trong vô thức. Sáng hôm sau, dù sức khỏe chưa hồi phục, nhưng Ly dậy sớm. Cô có thể cả đêm qua cô không hề ngủ. Quầng thâm dưới mắt trông thấy rõ, lại có chút sưng. Phòng quần áo chỉnh tề, tay anh cầm chiếc cặp bước xuống. Hai người chạm mặt nhau ở cầu thang. Cô nhanh chóng lờ đi như không nhìn thấy anh mà lướt qua. Phong liếc nhìn theo cô, thấy cô chuẩn bị đi đâu đó, anh hắng giọng. Cô định đi đâu? Tôi muốn ra ngoài một chút. Tôi nói cho cô đi à? Lê nhặt túi sách trong tay quay phát lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong. Anh lấy quyền gì hạn chế sự tự do của tôi? Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tôi phải chịu sự sai khiến của anh? Phong tiến đến gần cô, nhìn đôi mắt không chứa cảm xúc của cô. Dựa vào việc tôi là chồng cô. Chồng á? Chẳng phải anh nói không bao giờ coi tôi là vợ? Anh thấy mình tức cười không hả? Cô được đấy, nay dám cứng miệng cãi tôi, gan cô lớn phết nhỉ. Nếu cô dám bước chân ra khỏi đây, đừng bao giờ bước chân về đây nữa. Cô vẫn gương mặt không chút cảm xúc nhìn anh. Cô mở túi sách, lấy tờ thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn. Tôi ký xong rồi đấy, hẹn gặp anh ở tòa. Cô nói xong quay lưng bỏ đi. Phong nhìn tờ giấy trên bàn càng tức điên cả người. Anh với tay xé nó tan thành từng mảnh. Muốn thoát khỏi tôi à? Không dễ đâu. Cô rời khỏi biệt thự về nhà mình. Ngồi trên taxi, cô lại không biết phải đi đâu bây giờ nhỉ? Giờ phút này tâm trạng cô rối quá. Bây giờ lại muốn tìm một nơi bình yên, không ai biết đến mình để tâm trí được yên. Cô gái trẻ ơi, cô đi đâu nhỉ? Cứ chạy mãi thế này sao được? Tôi chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ. Chú đưa tôi đến nơi nào yên tĩnh một chút là được. Bác tài xế đưa cô đến biển. Khung cảnh nơi đây yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió rít lên từng hồi. Một mình lang thang trên biển vắng, cô nhớ những ký ức năm xưa. Chắc có lẽ giờ đây chỉ có mình cô nhớ. Kỷ vật thuộc về chủ rồi. Thôi thì cứ xem như một giấc mộng thoáng qua. Phong đến công ty cùng với gương mặt khó ở. Cuộc họp căng thẳng, vã mồ hôi chán, rồi đầy áp lực cuối cùng kết thúc. Ai nấy nhanh chóng rời khỏi phòng họp, chỉ còn mỗi thư ký Dương còn đây. Phong xoa xoa vầng thái dương,
sau đó gọi điện thoại về nhà. Thiếu phu nhân về chưa? Dạ thưa, vẫn chưa ạ. Phòng tức giận cúp điện thoại rồi ném lên bàn. Dương thấy anh cả ngày khó ở cũng không dám nói gì hết. Im lặng khá lâu mới lấy hết dũng khí. Chủ tịch ơi, có cần cho người tìm thiếu phu nhân không? Không cần đâu, cô ta tự đi thì tự về được, cô ta có giỏi thì đừng về nữa. Miệng nói thế đấy, nhưng hầu như cả ngày nay không làm được việc gì. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cô, nghĩ vẻ mặt không chút cảm xúc khi nói hai từ ly hôn. Anh nghĩ mãi không hiểu, chẳng phải trước đây cô sợ làm phật ý anh à? Mới lấy nhau chưa đến một tháng cô thay đổi như vậy, cô gái này thấy anh quá dễ với cô ư? Hết một ngày trôi qua, Phong trở về nhà trong lòng chẳng vui. Đưa mắt nhìn quanh không thấy cô gái nhỏ đâu. Liếc mắt nhìn Lưu quản gia, anh mới hỏi: thiếu phu nhân đâu, sao giờ chưa về? Dạ thiếu gia, hay cho người đi tìm thiếu phu nhân à? Trời tối vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì... Cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Đi ra ngoài tìm vui để quên đường về, mặc kệ cô ta. Phong tức giận bỏ về phòng. Quản gia Lưu nhìn theo anh nhẹ lắc đầu. Một ngày gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thiếu phu nhân về chưa, thế mà bảo là cho người đi tìm thì lại không muốn. Quan tâm cứ nhận là quan tâm, sao lại cứng miệng thế nhỉ? Lý lang thang cả một ngày, định về nhưng sợ ba mẹ cô tra hỏi rồi lại thôi. Ngồi dưới ghế đá công viên, trong lòng cô nặng trĩu. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nói hai từ ly hôn, nhưng đâu ai biết trong lòng cô đau thế nào đâu. Trời bắt đầu trút xuống trận mưa nặng hạt, những giọt mưa có vẻ ông trời khóc thương cho cô không? Bất giác nước mắt cô kìm chế không được rơi xuống, tiếng nước nở hòa vào tiếng mưa. Trời càng lúc càng mưa to hơn, cô gái nhỏ cô đơn ngồi dưới màn mưa khóc nức nở. Rồi một chiếc ô che đi hạt mưa rơi xuống người cô. Cảm giác điều này, cô ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông cầm chiếc ô che cho cô. Người ta nở nụ cười thực dịu dàng. Có nhiều cô gái nghĩ ngồi dưới mưa khóc tạo nên khung cảnh đẹp, nhưng thực tế thì lại không phải như thế đâu. Lý ngước mắt nhìn người đàn ông có nụ cười dịu dàng này chính là Gia Vĩ. Anh nhìn cô ánh mắt rất là nhị nhàng. Là anh à? Thế em nghĩ là ai? Sao lại ngồi dưới mưa? Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì ạ. Thôi lên xe đi, anh đưa về. Anh vừa nói vừa đưa tay đỡ cô đứng dậy. Lý nương theo tao anh đứng lên, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì cả người khuỵu xuống ngất đi. Vĩ hoảng hốt đỡ lấy cô. Lý à, Lý. Tại bệnh viện, cô được đưa đến cấp cứu. Ở bên ngoài, Gia Vĩ lo lắng đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Chốc lát anh bước đến phòng cấp cứu nhìn vào. Đồng Đồng nhận điện thoại của anh, ba chân bốn cẳng chạy ngay tới. Vừa thấy Vĩ thì chạy vội đến, vừa thở vừa hỏi: ôi giời ơi, anh Vĩ ơi, Lý nó làm sao à? Sao đột nhiên lại ngất chứ? Anh gặp cô ấy ngồi dưới mưa một mình bên ghế đá ven đường, anh vừa đến thì cô ấy ngất đi. Mấy nay em không gọi được cho cậu ấy. Đến nhà thì mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đi du lịch. Sao tự dưng giờ xuất hiện thê thảm thế nhỉ? Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Huy lúc này bước ra ngoài. Vĩ vội vã bước đến trước mặt anh hỏi: bác sĩ à, xin hỏi cô ấy thế nào rồi ạ? Cô ấy không sao đâu, chỉ sốt cao rồi dầm mưa. Thể trạng yếu ớt như thế chịu làm sao được. Đợi chuyển ra ngoài thì có thể vào thăm được. Nhưng xin hỏi anh là gì của cô ấy? Tôi là bạn cô ấy ạ. Cảm ơn bác sĩ. Bạn à? Cái tên Phong này làm gì để người khác đưa vợ đi cấp cứu vậy chứ? Huy đưa mắt nhìn gương mặt đầy lo lắng của Gia Vĩ. Trong lòng anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng thấy không tiện cho nên gật đầu lấy lệ rồi bỏ đi. Lý được chuyển qua phòng hồi sức. Gương mặt trắng bệch vẻ tiều tụy của cô khiến cho Đồng Đồng và Gia Vĩ lo lắng. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao cô trở nên thê thảm thế này? Đồng Đồng quay sang nhìn gương mặt mệt mỏi của Gia Vĩ. Hay anh về trước đi, em ở lại với cậu ấy được rồi. Không được, cô ấy chưa tỉnh, sao anh có thể về được? Bác sĩ nói cậu ấy chỉ là sốt cao thôi, mệt mỏi quá nên ngủ như vậy đấy. Anh bận cả ngày rồi, cho nên cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Với cả tụi em là con gái cũng tiện chăm sóc nhau hơn. Thôi được rồi, thế khi nào cô ấy tỉnh nhớ gọi cho anh nhé. Ừ, em biết rồi, anh cứ về đi ạ. Nghe Đồng Đồng nói thế, anh đành gượng ép mà ra về. Căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi Đồng Đồng ngồi nhìn Tiểu Ly.
Của lễ khăn ấm truyền lên trán cho cô bạn. Nào, mau tỉnh lại rồi nói cho mình biết. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu thế hả? Huy trở về phòng trực, lấy điện thoại gửi tấm ảnh cho phòng. Chính là tấm ảnh lúc nãy anh chụp khi cấp cứu cho Ly xong. Quả nhiên như dự đoán, chưa đầy một phút khi nhận tấm ảnh, phòng đã gọi nghe cho anh. Huy nhếch môi cười gian xảo. Từ đâu cậu có tấm ảnh đó? Cô ấy đâu rồi? Cậu hỏi ai? Đừng có thách thức kiên nhẫn của mình. Tiểu Ly đang ở đâu? Vệ thiếu gia, cậu nực cười nhở? Tôi đâu có quản vợ cậu đâu. Chẳng phải cậu giam lòng cô ấy rất tốt sao? Cô ấy biến mất rồi à? Này Lục Thiếu Huy, phòng tức giận lớn quát như quá chói tai. Anh phải đưa cái điện thoại ra xa, đợi khi phòng phát tiết xong thì lại kề vào tai nói. Thôi rồi, không đùa cậu nữa. Tôi hỏi cậu đây này, cậu làm gì để người đàn ông khác đưa vợ mình đến bệnh viện của tôi cấp cứu? Chẳng phải tôi nói với cậu, cô ấy sức khỏe không tốt, cần tĩnh dưỡng à? Cô ấy đang ở đâu? Vừa cấp cứu xong, chuyển qua phòng hồi sức rồi. Âm thanh điện thoại tút tút vang lên. Huy nhìn điện thoại khẽ cười. Tôi đoán cậu có mặt ở đây trong vòng 10 phút. Phòng vừa lấy áo khoác, vội vã ra khỏi nhà lúc giữa đêm. Tốc độ lái xe cực nhanh của anh chưa đến 10 phút có mặt ở bệnh viện. Chạy vội vào bên trong, anh đưa mắt tìm kiếm các phòng. Ánh mắt dừng trước cửa khi thấy cô nằm im lìm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt. Anh cứ thế đứng im nhìn cô, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu và lo lắng như vậy. Cô gái ngốc, chẳng phải nay rời khỏi nhà rất cứng miệng à? Chưa gì đã để bản thân thê thảm thế này là sao? Thế nào, lo lắng đến vậy à? Phong giật mình quay lại. Huy đứng dựa vào tường nhìn anh bằng ánh mắt giễu cợt. Phong không nói gì, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt lo lắng của anh dán chặt trên gương mặt trắng bệch đó. Đôi lúc thấy cô khẽ nhíu mày, chắc cơ thể khó chịu lắm. Bỗng anh lên tiếng. Cô ấy thế nào rồi? Sốt cao, nhưng giờ thì đã giảm rồi. Cơ thể yếu ớt như thế, có lẽ cần thời gian để tĩnh dưỡng khá lâu. Về phòng đi. Về phòng cậu nói chuyện. Về phòng tôi làm gì? Cậu không vào với vợ à? Huy gọi với theo. Phong không trả lời, đi thẳng đến phòng trực. Ngồi ngả người trên ghế, anh nhớ đến vẻ mặt bất cần của cô lúc ra khỏi nhà sáng nay. Huy nhìn vẻ mặt âu sầu của anh khẽ hỏi. Sao? Vợ chồng cãi nhau à? Không có. Không có, cậu lừa trẻ con chắc. Cô ấy muốn ly hôn. Đúng đúng đúng. Sống với người chồng máu lạnh như cậu lại còn thích hành hạ như thế, ly hôn là chính xác rồi đấy. Huy nhanh chóng tán đồng ý kiến của Ly. Nhưng khi nhận ra ánh mắt lạnh tanh của Phong nhìn về phía mình, anh cười giả chân chống chế. À, ý mình là chắc cô ấy chưa hiểu cậu nên đòi ly hôn là đúng. Thế cậu đồng ý à? Không, tôi sẽ bỏ rồi. Nhưng chẳng phải cậu bảo không thích cô ấy? Nếu cô ấy đề nghị ly hôn thì càng tốt chứ sao? Sao lại không đồng ý? Phong rơi vào im lặng. Anh không biết bản thân mình làm sao. Vốn dĩ ghét cô, ghét từ lúc chưa lấy cô về làm vợ. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cô nhìn trộm anh khi anh đến nhà đón Tuyết Ly, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng không hiểu sao khi thấy cô xảy ra chuyện, trong lòng anh như lửa đốt đứng ngồi không yên. Lúc ở lễ đường, anh thừa biết cô dâu của mình không phải Tuyết mà là cô, nhưng lại không muốn vạch trần cô, vẫn đồng ý thành hôn cùng cô. Chẳng những thế, anh tự mình đến cục dân chính đăng ký kết hôn cho cô và anh. Đương nhiên là điều này cô cũng không biết. Huy thì anh im lặng không nói gì thì đủ hiểu rồi. Nợ ân tình cô chị, rồi hứa hẹn lấy cô chị, nhưng rồi lại phải lòng cô em. Chẳng qua là không muốn chấp nhận sự thực thôi. Nhờ cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé. Đừng nói với cô ấy tôi tới đây. Vợ cậu cậu đi mà chăm sóc, sao lại nhờ tôi? Cậu đừng quên tôi cũng là đàn ông. Tôi biết cậu không thường lúc vợ chồng người khác mâu thuẫn mà chen chân. Chúng ta là bạn bè từ nhỏ, tôi hiểu cậu không phải người như vậy. Ok, thế rốt cuộc hai vợ chồng định hành nhau đến khi nào đây? Cậu mà cứ thế này, kiểu gì cũng mất vợ về tay người khác. Người thanh niên lúc nãy nhan sắc không phải dạng vừa, lơ là mất vợ như chơi đấy. Phòng nhếch môi nhìn Huy. Vậy cậu nói xem, nhan sắc của tôi với tên kia ai hơn ai? Thì cậu có nhỉnh hơn. Nhưng đừng quên, cậu đang diễn vai bị hủy dung. Cô dâu của cậu bỏ trốn rồi đấy. Cậu còn giữ dung mạo xấu xí đó cho ai xem nữa chứ?
Bỗng vẻ mặt của Phong trở nên khó coi. Hơn nữa, nửa năm trước, anh thực sự bị tai nạn xe bỏng khá nặng, nhưng anh đã sang Thái phẫu thuật, gương mặt hiện tại lành lặn. Cũng vì muốn thử lòng Tuyết, anh tung tin rằng anh bị hủy dung, xem cô ấy phản ứng thế nào. Không ngờ, Tuyết vẫn không đồng ý. Anh định đợi đến đêm tân hôn cho cô ấy bất ngờ, nhưng không ngờ cô ấy bỏ trốn. Anh tìm mọi lý do chống chế cho sự ra đi của cô, thậm chí gán luôn cái tội cướp chồng cho Tiểu Ly để bảo vệ cô ấy. Nhưng gần một tháng trôi qua, Tuyết không có chút tin tức gì. Nếu thực lòng yêu anh, sao bỏ anh ngay ngày hôn lễ chứ? Phong, tôi biết cậu chưa chấp nhận sự thực, Tuyết đã bỏ rơi cậu. Nhưng tôi khuyên cậu, trân trọng những gì cậu có đi. Tôi tin rằng Tiểu Ly sẽ là người vợ tốt. Cậu nên thay đổi suy nghĩ, đừng để đến lúc mất rồi thì lại hối hả đi mà tìm. Lì tỉnh lại sáng hôm sau, nâng mắt mệt mỏi nhìn quanh phòng. Đây là bệnh viện à? Ai đưa cô đến đây nhỉ? Cô nhanh chóng ngồi dậy, trên tay cô còn đang truyền dịch. Đồng Đồng ra ngoài trở về thấy cô tỉnh thì mừng rỡ. Ly, cậu tỉnh rồi đấy à? Trời đất ơi, có biết mình lo cho cậu lắm không? Đồng Đồng, cậu đưa mình vào đây à? Không phải mình, anh Gia Vĩ đưa cậu vào đây. Nói cho mình biết đi, có chuyện gì xảy ra với cậu không? Sao lại thê thảm như thế này là sao? Mình không sao đâu. Lại còn không sao? Nếu đêm qua anh Gia Vĩ không gặp và đưa cậu vào đây, chắc cái mạng nhỏ này của cậu mất rồi đấy. Ly, chúng ta là bạn thân, cậu không thể nói thật cho mình biết à? Rốt cuộc là có chuyện gì nào? Ly ngước nhìn Đồng Đồng, khóe mắt ngấn nước. Đồng Đồng thấy cô như thế, vội vàng kéo cô ôm trong lòng an ủi. Thôi 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 đừng khóc, có mình đây rồi mà. Đồng Đồng à, mình buồn quá, trái tim mình đau, thực sự rất đau. Nhưng xảy ra chuyện gì nào? Mình và Phong kết hôn, nhưng anh ấy ghét mình. Trong mắt anh ấy, mình là người xấu xa. Anh ấy còn hiểu lầm mình nữa. Đồng Đồng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ấy và anh Phong kết hôn á? Không phải anh ta kết hôn cùng với chị của cô là chị Tuyết Ly à? Trong đầu quá nhiều câu hỏi, Đồng Đồng đỡ Ly ra khỏi lòng mình. Cậu nói gì? Mình chả hiểu cái gì hết ấy. Sao người kết hôn với anh Phong lại là cậu? Chẳng phải anh ta lấy chị cậu à? Ly chậm chậm kể lại mọi chuyện cho Đồng Đồng. Đồng Đồng không ngờ gần một tháng qua cô bạn thân của mình trải qua chuỗi ngày đau khổ như vậy. Kéo Ly trong lòng, cô ôm rồi nhẹ giọng nói. Ly, sao số cậu khổ thế? Cậu xem cậu yêu anh ta bao nhiêu năm qua thì nhận được gì đây? Cậu đề nghị ly hôn là đúng rồi, mình ủng hộ cậu. Người máu lạnh vô tình như anh ta xứng đáng cô độc cả đời. Nhưng mình yêu anh ấy, mình không quên được anh ấy. Ly cứ thế dựa vào người Đồng Đồng ấm ức khóc. Gia Vĩ bên ngoài đứng nghe toàn bộ câu chuyện, bàn tay siết chặt bó hoa. Hóa ra anh đến muộn rồi ư? Tiểu Ly à, vì sao em cứ phải lụy một người đàn ông rồi mang đau khổ cho em vậy? Kiềm chế cảm xúc của mình, anh gõ cửa bước vào, trên môi nở nụ cười nhẹ. Hai người nói chuyện gì thế? Mấy ngày không gặp, nhớ đến mức ôm nhau khóc đấy à? Ly thấy anh Vĩ đến thì rời khỏi vòng tay của Đồng Đồng. Dạ, anh Gia Vĩ đến từ khi nào thế ạ? Em vừa đến thôi. Em thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không? Cảm ơn anh, em khỏe nhiều rồi ạ. Ừ, tặng em này. Vĩ đưa bó hoa trong tay cho cô. Ly cười gượng nhẹ đón lấy. Cảm ơn anh. Hai người nói chuyện, em ra ngoài một lát ạ. Đồng Đồng viện lý do rời khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho hai người. Vì cô biết Gia Vĩ có tình cảm đặc biệt với Tiểu Ly, cô luôn tìm mọi cách để hai người họ đến với nhau. Nhưng cô bạn thân cứ như ương bướng thích cái tên vô cảm Vệ Cảnh Phong kia làm cho cô tức chết. Không gian trong phòng trở nên yên ắng. Vĩ kéo nhẹ ghế ngồi xuống bên cạnh cô, không khí cũng có chút gượng gạo. Thấy sắc mặt cô không tốt, lúc này đây anh đưa tay sờ vào trán cô, vừa kiểm tra vừa nói. Vẫn còn sốt đấy, đêm qua em làm anh sợ chết khiếp. Dạ, chuyện hôm qua em cảm ơn anh ạ. Đừng nói mãi những lời khách sáo thế chứ. Anh với em có gì xa lạ đâu. Mấy ngày qua không liên lạc được với em. Em đi đâu thế? Dạ, em có chút việc riêng ạ. Nếu không tiện nói thì không ép. Nhưng không được để bản thân mình như thế nữa, biết chưa hả? Vâng, em biết rồi. Phòng cũng không biết tới từ khi nào, đứng bên ngoài cửa nhìn hai người cười cười nói nói,
Sắc mặt anh vô cùng khó coi. Vừa tỉnh lại vui vẻ bên người đàn ông khác, cô thực sự không nhớ mình có chồng rồi à? Lửa giận phừng phừng, anh đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn thấy nụ cười trên môi Ly tắt hẳn. Thấy sắc mặt của Ly thay đổi khi anh bước vào, Gia Vĩ đứng lên chắn ngang như là muốn che chở cho Ly. Anh đưa mắt nhìn Phong hỏi, anh là ai? Câu hỏi này tôi hỏi mới đúng, anh là ai? Sắc mặt anh càng tệ khi thấy Gia Vĩ đứng chắn ngang giữa anh và cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau nảy lửa. Ly nhìn Phong bằng ánh mắt không cảm xúc. Sao anh biết tôi đây? Ánh mắt anh liếc nhìn về phía Ly rồi chậm chậm lên tiếng. Em nghĩ em trốn được tôi à? Ly, em quên em đang là vợ tôi đấy. Đơn ly hôn tôi ký rồi, anh cũng không còn là chồng tôi. Tờ giấy vụn của cô, tôi cho nó vào thùng rác. Tôi không ký, cả đời này cô vẫn là vợ tôi. Anh... Phong liếc mắt nhìn Vĩ, ánh mắt đầy khiêu khích. Thế nào, anh định ở đây làm kỳ đà cản mũi vợ chồng tôi à? Hay anh có ý đồ gì với vợ tôi? Già Vĩ vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Anh siết chặt bàn tay mình nhìn Phong. Lì sợ nếu tiếp tục đấu mắt như thế này, Phong sẽ đánh người thật đấy. Cô xuống giường chen ngang giữa hai người, rồi nhìn phía Vĩ nói, anh Vĩ à, hay anh về trước đi, khi khác chúng ta nói chuyện ạ. Vị cố kìm nén cơn giận, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ly nhẹ cười. Vậy anh về trước, em cẩn thận nhé. Cần gì thì cứ gọi cho anh. Vĩ vừa nói, lại liếc mắt nhìn sang Phong. Phong cảm giác được trong lời nói của Vĩ ám chỉ, cô ở bên cạnh anh sẽ không an toàn. Anh dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Vĩ. Anh nói cô ấy cẩn thận là gì? Ý muốn ám chỉ cái gì đây? Phong vừa nói vừa bước về phía Vĩ. Ly sợ anh nổi điên mà đánh người, cô ôm lấy anh rồi giục ra Vĩ. Anh à, anh mau đi đi à. Vĩ hậm hực tức giận bỏ về. Phong thấy cô vì bảo vệ người đàn ông khác mà lo lắng thì càng tức giận. Nhưng khi phát hiện vòng tay cô ôm chặt lấy mình, tâm trạng bỗng dưng tốt lên một chút. Thì ra cảm giác được cô ôm lấy cũng không tệ. Ly không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ chú ý xem Gia Vĩ thực sự rời khỏi chưa. Rồi bỗng cô nghe giọng nói trêu chọc của anh. Ôm tôi cảm giác thế nào, thích không? Cô sợ anh hiểu lầm rằng cô cố tình quyến rũ anh. Cô vội vã buông tay ngước nhìn anh. Tôi không cố ý ôm anh đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm á? Hiểu lầm chuyện gì? Tóm lại, tôi chỉ là sợ anh không kiềm chế được tức giận dễ đánh người. Tôi không cố ý ôm anh. Cô sợ tôi làm hắn ta bị thương à? Sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi. Ly biết anh hiểu lầm câu nói của cô. Còn chưa kịp nói gì, anh túm chặt tay cô kéo lại phía mình. Có phải cô ôm tôi vì muốn bảo vệ hắn ta? Anh làm tôi đau đấy. Ly sắc mặt nhợt nhạt nhìn phía tay anh nắm chặt. Gió quá mạnh tay, anh khiến kim tiêm truyền dịch của cô bị lệch. Nhìn bàn tay cô sưng phù, anh có chút hoảng loạn. Sao thế, cô đau lắm không? Nhận cái gật đầu của cô, anh hốt hoảng gọi điện cho Huy. Đầu xe bên kia vừa bắt máy, anh lớn giọng, mau đến phòng bệnh của Ly đi, nhanh lên. Nghe giọng nói gấp gáp của Phong, Huy cứ ngỡ là cô xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh vội vã ba chân bốn cẳng chạy tới. Có chuyện gì thế à? Cậu mau lại xem đi, tay cô ấy. Huy nhìn thấy thì hiểu vấn đề. Sau khi xử lý xong, anh quay sang lườm Phong. Này, vệ thiếu gia, vợ cậu hiện rất yếu, cậu có thể vui lòng kiềm chế cảm xúc của mình được không? Nếu tiếp tục phát điên thế này, mạng sống vợ cậu cũng không còn đâu. Tôi biết rồi, sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Thôi được rồi, cậu biến đi. Thế nào, xong chuyện thì đuổi người đấy à? Cậu phủi ơn nhanh quá đấy. Cậu đừng quên, cậu đang ở trong địa bàn của tôi. Huy vừa nói vừa rời đi, không khí trong phòng bỗng chốc có chút ngột ngạt. Phong kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Tiểu Ly như nhìn không thuận mắt, liền nhích sang một bên quay lưng với anh. Phong thấy thế khó chịu ra mặt, nhưng cũng không dám động đến cô. Anh sợ mình làm cô đau, cho nên cố đè nén cảm xúc lấy cái điện thoại gọi cho ai đó. Mang vào đi. Phong vừa tắt máy, Thiếu Trương nhanh chóng mang cháo vào phòng. Nhìn không khí có vẻ căng thẳng, bà đủ hiểu hai vợ chồng chắc giận dỗi nhau. Bà định bước đến gọi cô dậy ăn cháo. Phong đưa tay đón lấy, rồi vẫy tay bảo bà ra ngoài. Thiếu Trương hiểu ý gật đầu bước ra. Anh đưa cháo đến môi thổi thổi, rồi quay sang nhìn cô. Nào, dậy ăn chút cháo đi. Tôi không đói. Tôi hỏi lại lần nữa đấy, có dậy ăn không? Không, anh đói thì tự đi mà ăn.
Thôi được rồi. Phong nhếch môi cười gian xảo. Anh đưa bát cháo húp một ngụm, rồi kéo Tiểu Ly quay lại, trực tiếp áp môi mình vào môi cô mà mớm cháo. Ly không nghĩ anh dám làm tới mức này. Cô tròn mắt đơ người nhìn anh, rồi cứ thế nuốt luôn phần cháo. Phong mớm cháo xong, không quên hôn đôi môi ngọt ngào của cô say đắm. Ly như hoàn hồn, vội đẩy anh ra, rồi dùng tay che miệng mình. Anh... Tôi thế nào? Cháo ngon không? Phong vừa nói, vừa thầm cảm nhận. Cảm giác đúng là không tệ. Cháo này ngon thật đấy. Bây giờ em tự ăn hay tôi đút tiếp cho em đây? Tôi tự ăn được. Ly lắp bắp nói rồi ngồi dậy với tay cầm cháo ăn thực nhanh. Gương mặt cô đỏ ửng vì ngượng. Phong thấy vậy rất hài lòng. Anh nhẹ cười nhìn cô ánh mắt yêu chiều. Cô gái ngốc nghếch này có lúc đáng yêu như vậy. Dương đứng bên ngoài gõ cửa rồi nhanh chóng bước vào. Chủ tịch đến giờ rồi ạ. Đưa tay nhìn đồng hồ, anh nhẹ gật đầu. Dương nhanh chóng bước ra ngoài. Ly hướng mắt nhìn, dù thắc mắc nhưng cô không dám hỏi chuyện. Cô sợ anh nói câu không liên quan đến cô cho nên thôi. Phong thấy ánh mắt dè dặt của cô, liền đứng lên chỉnh trang quần áo. Tôi đến công ty xử lý chút việc tối mới về. Thím Trương ở đây chăm sóc cho em. Ngoan, đừng có chạy lung tung nữa. Ly nghe Phong nói thì lấy làm kinh ngạc. Cô ngừng ăn, ngước mắt nhìn phía anh. Anh đang nói cho cô biết anh đi đâu á? Có phải là vệ cảnh Phong không? Nhìn ánh mắt cô nhìn mình đầy khó hiểu, anh búng vào trán cô khiến cô hoàn hồn. Kề sát mặt cô, anh cong môi đến gần cô nói lời trêu ghẹo. Nhìn cái gì? Em si mê gương mặt xấu xí này của tôi à? Anh tự luyến quá rồi đấy. Đưa điện thoại của em cho tôi. Để làm gì? Tôi bỏ quên ở trong phòng rồi. Thôi được rồi, em ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ không được chạy lung tung. Phong nói xong thì nhanh chóng rời đi. Ly cảm giác hôm nay Phong không giống ngày thường. Anh ta làm sao nhỉ? Thiểm Trương từ bên ngoài bước vào, thấy cô thừa người ra thì vội bước đến quan tâm. Thiếu phu nhân thế nào rồi? Khỏe hơn chưa? Đêm qua cô không về, tôi lo quá. Nghe tiếng bà, cô giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Đặt bát cháo lên bàn, cô nhẹ mỉm cười. Cháu không sao, làm phiền Thiểm Trương là phải chăm sóc cháu. Thiếu phu nhân đừng nói lời khách sáo như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi mà. Thiếu gia bề ngoài trông lạnh lùng thế, chứ thực ra lo lắng cho thiếu phu nhân lắm. Đêm qua hầu như không ngủ, có chạy ra ngoài tìm thiếu phu nhân. Ly ngạc nhiên quay sang nhìn bà. Cô lắc đầu rồi quay đi nói. Anh ấy không phải lo cho cháu đâu. Anh ấy sợ cháu bỏ trốn, không ai làm việc nhà thôi ạ. Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm thiếu gia. Cậu ấy là người ngoài lạnh, trong nóng. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng thực ra là người biết lo cho người khác. Hai hôm hai người cãi nhau ấy, sợ cô bỏ bữa, thiếu gia bảo tôi mang cơm lên phòng cho cô. Mỗi tối thiếu gia căn dặn tôi pha sữa mang lên cho cô. Hôm cô bị ngất ngã xuống, cậu ấy lo như phát điên. Cậu ấy quan tâm thiếu phu nhân rất nhiều, nhưng không biết cách để thể hiện thôi. Ly nghe bà nói mà không dám tin. Anh thực sự lo cho mình vậy ư? Nếu quan tâm mình, sao lúc nào cũng dùng lời cay đắng tổn thương mình? Rốt cuộc anh ấy muốn gì chứ? Thiếu phu nhân à, sao cô thừa người ra vậy? Không có gì ạ, cháu no rồi, Thím Trương dọn giúp cháu với. Được rồi, vậy cô nghỉ ngơi đi. Đồng đồng ra ngoài đợi khá lâu. Cô muốn dành không gian riêng cho Tiểu Ly và Gia Vĩ, nên cố tình ngồi ở căng tin bệnh viện chờ đợi. Ngồi chán chê rồi, đồng đồng đứng dậy định trở về phòng bệnh của Ly. Nhưng vừa rời khỏi chỗ ngồi, cô đâm sầm vào ai đó rồi ngã ngược. Cô loạng choạng bám vào ghế, gót giày vì ngã cô gãy đôi làm cô trẹo chân. Nhăn mặt đau đớn, cô ngước lên nhìn. Huy thì đang há hốc mồm nhìn chiếc áo blue trắng của mình dính đầy cà phê. Tức mình, anh quay sang trừng trừng mắt đồng đồng. Cô đi đứng cái kiểu gì thế à? Không nhìn đường à? Đồng đồng chân đau điếng đứng lên khó nhọc. Nhưng khi nghe Huy nói, cô càng tức giận hơn mà lớn tiếng. Anh mới là người đi mà không nhìn đường. Đụng trúng người rồi, lại còn lớn tiếng trách tôi. Anh có phải đàn ông không thế hả? Cô ngang ngược thật đấy. Rõ ràng cô không nhìn đường đâm sầm vào người tôi. Cô nhìn xem, bẩn hết áo tôi rồi đây này. Áo anh bẩn thì làm sao? Áo của anh quan trọng bằng cái chân của tôi không? Anh nhìn xem, chân tôi sưng vù cả lên. Giày cũng bị anh làm hư luôn. Anh đền cho tôi đi. Đền cho cô á? Cô nằm mơ đấy à? Huy bực tức quay lưng đi. Đồng đồng thấy thế, vội ngồi bệt xuống sàn giờ vừa khóc nức nở. Sao anh đối xử với em như thế hả? Anh vì cô gái khác, nỡ đối xử với vợ mình như thế. Anh hết thương em rồi à?
Huy kinh ngạc quay phát nhìn cô ánh mắt khó tin. Sao cô gái này có thể trơ trẽn như vậy? Huy tức giận quay lại nhìn xuống cô chất vấn. Này cô, ai là chồng cô? Cô ăn nói tùy tiện như thế làm sao được hả? Đồng Đồng ngước mắt nhìn Huy rồi kề sát tay anh. Là ai chọc vào tôi chưa? Bác sĩ Lục, hôm nay không xin lỗi cho đàng hoàng, đừng hòng rời khỏi đây. Huy kinh ngạc khi mà cô biết tên anh. Đồng Đồng chỉ vào cái thẻ đeo trên ngực anh cười thầm đắc ý. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, giả vờ lau nước mắt ủy khuất nói. Ngay cả là thân phận vợ mà anh cũng không muốn em nói ra. Anh thực không yêu em nữa rồi. Có phải anh muốn ly hôn với em để anh đến với cô ta đúng không? Vì là căng tin bệnh viện cho nên người ra vào cũng đông. Mọi người vây quanh hai người họ bàn tán xôn xao. Ai cũng cho rằng Huy là người đàn ông tệ bạc. Có người lớn tiếng mắng anh thứ đàn ông chẳng ra cái gì. Huy nhìn cô gái trước mặt tức giận đen cả mặt. Sống hai mấy năm trên đời chưa từng gặp qua người phụ nữ nào gian xảo như cái cô này. Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô. Muốn làm vợ tôi đến thế à? Là cô tự chuốc phiền phức đấy nhá. Đồng Đồng chưa hiểu ý. Lúc này anh bế thốc cô lên. Đồng Đồng giật mình choàng tay ôm vào cổ Huy. Này anh làm gì thế? Chẳng phải bà xã của anh đau chân? Để ông xã bế vào trong xử lý vết thương, sẵn tiện hâm nóng tình cảm. Huy cố tình nhấn mạnh bốn chữ hâm nóng tình cảm, làm cho Đồng Đồng có cảm giác bất an. Nhưng trước mặt bao người cô nhận anh là chồng, thì bây giờ có lý do gì không đi theo anh? Và lại chân cô đau cũng không thể tự đi lại, đành tạm thời để anh đưa đi, đợi thời điểm thích hợp thì cô chạy. Huy đưa cô vào phòng trực của mình, ném cô xuống ghế. Chân đau còn bị ném khi cô tức điên lên mà quát. Ấy không thể nhẹ một chút à? Ấy làm tôi đau đấy. Huy nới lỏng cà vạt, chậm rãi tiến phía cô. Nhìn cô ánh mắt đầy lửa giận. Đồng Đồng thấy anh cứ bước về phía mình thì hoảng hốt. Cô nhích lùi về sau. Lùi không nổi nữa thì trừng trừng mắt hăm dọa. Anh đừng quên đây là bệnh viện. Anh mà dám làm bừa tôi hét lên đây đấy. Tôi đâu làm bừa. Chẳng phải lúc nãy cô nói với mọi người cô là vợ tôi. Bây giờ tôi có làm gì cô cũng không quá đáng mà. Huy nhếch môi cười gian xảo, bắt lấy chân cô mà kéo mạnh. Đồng Đồng đau đớn hét lên, hai tay liên tục đánh vào người anh. Cô quên luôn đi chân mình đang bị đau. Cô co chân đạp mạnh đúng vào ngay anh bạn nhỏ của Huy, khiến anh đau đớn khuỵu xuống. Thấy cơ hội tốt, cô bật dậy chạy khỏi phòng. Riêng Huy thì đau đến mức chết đi, miệng thì thầm mắng. Người phụ nữ độc ác này, tôi mà gặp lại cô chết chắc. Đồng Đồng lê lết cái chân đau chạy về phòng bệnh của Tiểu Ly. Nhìn thấy Đồng Đồng thở hổn hển vì mệt, chân lại còn tập tễnh, Ly lo lắng hỏi cô. Có chuyện gì thế hả Đồng Đồng? Ôi dồi ôi, mình vừa gặp phải tên yêu dâu xanh trong bệnh viện, suýt nữa bị hắn ta hại đấy. Hả? Yêu dâu xanh nào? Cậu có làm sao không? Mà chân cậu... Không sao đâu, may mà mình nhanh chân chạy đấy. Không ngờ bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng thế mà lại chứa chấp cái loại đó nhỉ. Cậu nói tên yêu dâu xanh đó là bác sĩ á? Tên gì thế? Chúng ta báo cảnh sát luôn. Tên là... cái gì Lục? Cái gì? Lục Thiếu Huy à? Thiểm Trương lên tiếng hỏi. Đúng đúng đúng, Lục Thiếu Huy. Bây giờ Đồng Đồng nhận ra trong phòng ngoài cô với Tiểu Ly còn có một người phụ nữ trung niên. Cô quay sang hỏi Ly. Ai thế? Dường như mình chưa từng gặp. À, đây là Thiểm Trương, người giúp việc trong nhà của Phong. Nghe nhắc đến Phong, Đồng Đồng kinh ngạc nhìn Thiểm Trương rồi nhìn sang Ly. Này, anh ta đến đây à? Sao biết cậu ở đây? Mình không biết, Thiểm Trương. Thiểm cũng biết Lục Thiếu Huy à? Đương nhiên biết mà. Huy là giám đốc bệnh viện này, cũng là con trai duy nhất của tập đoàn Lục Thị. Lục Thị sở hữu chuỗi nhà khách sạn lớn nhất thành phố này. Chi nhánh của họ phân bổ hầu như hết cả nước. Sự giàu có của họ chỉ đứng sau Vệ Gia thôi. Đồng Đồng nghe bà nói há hốc mồm kinh ngạc. Giám đốc bệnh viện á? Con trai duy nhất tập đoàn Lục Thị. Cô cũng làm việc cho tập đoàn Lục Thị, mà sao cô không biết Lục Thị có ông chủ nhỏ này? Cô lại chọc đúng vào người không nên chọc rồi. Thấy Đồng Đồng như chết đứng khi nghe thông tin về người cô ấy vừa cho là yêu dâu xanh, Thím Trương nói tiếp. Có lẽ chắc có sự hiểu lầm gì đấy. Lục thiếu gia xưa nay nổi tiếng là con người ngay thẳng, hay giúp đỡ người khác, sao có thể là yêu dâu xanh chứ? Huy là vị bác sĩ lúc sáng mà Phong gọi đến đúng không Thím? Thím Trương lúc này nhẹ nhàng gật đầu với Ly.
Dạ đúng đấy ạ. Hai người họ là bạn thân từ nhỏ, có thể nói như là anh em ruột một nhà ấy ạ. Đồng Đồng ngồi phịch xuống ghế thất thần, miệng thì không ngừng kêu than. Thôi chết cha, tiêu mình rồi. Mình chọc vào người không nên chọc, chắc chắn anh ta sẽ không để mình yên. Phải làm sao bây giờ nhở? Nhưng chẳng phải cậu nói anh ta là yêu dâu xanh, anh ta gây chuyện với cậu làm cậu bị thương. Anh ta là người có lỗi chứ đâu phải cậu. Cậu lo cái gì? Đồng Đồng nhìn Ly ảo não. Làm sao mà không lo, trong khi người gây chuyện đầu tiên là cô. Biết thế cô không làm to chuyện, rồi những ngày tháng sau này ở Lục Thị, e là cô không yên thân rồi đây. Phong trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Việc đầu tiên anh làm khi trở về nhà đó là vào phòng cô. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp. Tính ra từ ngày hai người cưới nhau, số lần anh bước vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh bước đến chiếc ngăn bàn, kéo ra lấy cái điện thoại cô để quên. Không biết trong đầu nghĩ gì, anh ngồi xuống mở điện thoại của cô. Điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu khiến anh ngơ ra. Mật khẩu của cô là gì nhỉ? Anh nghĩ rồi ấn nhiều lần đều không đúng. Ngay cả sinh nhật của cô cũng sai. Chợt anh ấn đại ngày sinh nhật của mình thì lại mở được ngay. Mật khẩu điện thoại cô ấy là ngày sinh nhật của mình à? Phong khá ngạc nhiên khi mật khẩu điện thoại của cô là ngày sinh của anh. Chẳng những thế, cô chụp rất nhiều ảnh của anh lưu trữ trong điện thoại. Cô gái này theo dõi mình ư? Không biết trong đầu anh suy nghĩ gì, liền ấn vào face của cô. Lúc đầu kết bạn với anh, sau đó block toàn bộ những bạn bè của cô nếu như người đó là nam. Cảm thấy hài lòng, anh cho điện thoại và túi đến bệnh viện với cô. Đẩy cửa bước vào, thấy cô gái nhỏ say giấc trong lòng, anh chợt thấy bình yên. Bước nhẹ ngồi cạnh cô, đưa tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô. Môi anh lúc này cũng nhẹ cong lên. Thiên Trương ra ngoài về thì anh tới. Đang định nói gì anh dùng tay ra hiệu cho bà nói khẽ. Thiếu phu nhân hôm nay còn sốt không? Dạ không ạ. Thiếu phu nhân hôm nay khỏe hơn rồi ạ. Cô ấy ăn gì chưa? Dạ rồi ạ. Thôi được rồi, thím cứ về biệt thự đi. Tôi ở đây với cô ấy là được rồi. Thiếu gia, cậu đi làm về mệt, để tôi ở đây với thiếu phu nhân cũng được. Cậu cần nghỉ ngơi chứ. Tôi không mệt đâu, thím cứ về đi. Dạ vâng, vậy được ạ. Thiểm Trương thì anh cương quyết thì cũng đành ra về. Phong rơi vào im lặng nhìn Ly. Anh đưa tay vén phần tóc ngắn cũn cỡn trên trán cô, lộ ra vết sẹo khá dài. Hai hàng lông mày nhíu lại. Anh kề sát mặt cô để nhìn rõ hơn. Cái vết sẹo này... Nhìn vết sẹo của cô, anh nhớ cô bé năm xưa. Lúc cứu cứu anh đã vô ý bị thương ở trán khá sâu, chắc chắn để lại sẹo. Nhưng tuyết trên trán không có sẹo. Chuyện này là sao nhỉ? Người anh cứu là tuyết, sao người bị thương ở trán và người giữ sợi dây chuyền anh tặng lại là Ly? Nhìn tiểu Ly tỉnh giấc, thấy Phong đang nhìn chằm chằm mình, tay anh còn đang chạm vào vết sẹo trên trán làm cô hoảng hốt đẩy tay anh ra. Vội vàng bật dậy, kéo cái phần tóc che đi vết sẹo. Anh làm gì thế hả? Vết sẹo trên trán em ấy, vì sao mà có? Tôi lúc nhỏ vô ý tôi ngã. Ngã ở đâu? Phong túm chặt vai cô, kéo cô nhìn phía mình. Tiểu Ly đẩy anh ra, ánh mắt lẩn tránh. Chẳng qua tôi nghịch ngợm quá nên tự ngã, anh hỏi làm gì? Ánh mắt Phong có chút thất vọng quay đi. Ly lén lén nhìn anh. Không phải cô không muốn nói thật vì năm xưa cứu anh mà bị thương, mà vì cô chót hứa với chị Tuyết sẽ không bao giờ nói sự thật này nên cô không thất hứa được. Anh vừa đi làm về à? Ừ. Nếu thế mệt, em ngủ chút nữa đi. Ly thấy tâm trạng anh có vẻ không vui, cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín mặt, nhưng vẫn để lộ hai mắt nhìn anh. Phong lấy tờ báo trên bàn ra đọc, ánh mắt chăm chú nhìn tờ báo. Chợt anh lên tiếng hỏi. Tôi đẹp trai lắm à? Sao cơ? Tôi hỏi em, thấy tôi đẹp trai lắm đúng không? Anh tự luyến vừa thôi, cần tôi cho anh mượn gương soi không? Sắc mặt anh trở nên khó coi. Vứt tờ báo lên bàn, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Vậy tức là trong mắt em tôi xấu xí lắm à? Ý tôi không phải thế. Tôi đùa với anh thôi. Anh đừng vội tự ti về mình. Thực ra thì cũng đâu xấu lắm đâu. Ly sợ anh hiểu lầm ý mình vội vàng giải thích. Nhưng anh nhìn cô tiếp tục hỏi. Có phải em thích tôi không? Tôi không có. Tôi đâu có thích anh. Vậy vì sao mật khẩu điện thoại của em là ngày sinh nhật của tôi? Phong vừa nói, vừa lấy cái điện thoại trong túi mình ra. Ly nhận ra điện thoại của mình, giơ tay đoạt lấy. Nhưng Phong đâu cho cô lấy dễ dàng.
Anh giơ cái điện thoại lên cao khiêu khích cô. Ly khó chịu nhìn anh. Anh có biết không được xâm phạm đời tư người khác không? Sao anh có thể tự ý xem điện thoại của tôi khi tôi chưa cho phép như thế hả? Em là vợ tôi có quyền xem. Nếu em thấy không công bằng ấy, có thể xem điện thoại của tôi coi như hòa. Anh trả lại điện thoại cho tôi. Khi nào em giải thích vì sao lấy ngày sinh nhật của tôi là mật khẩu ấy, tôi sẽ trả cho em. Tôi làm sao biết được ngày sinh của anh, chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp á? Trùng hợp của em trong thư mục toàn là ảnh của tôi à? Chuyện đó... Sao? Không còn gì để nói nữa. Đúng, tôi thích anh thì làm sao? Thích một người có tội gì à? Tôi đâu có bảo anh phải thích tôi. Sao? Hay anh muốn ra lệnh cho tôi không được thích anh? Vậy thì không cần phải lên tiếng. Tôi đã từ bỏ... Cô chưa nói hết câu, anh bất ngờ hôn lên môi cô khiến cô không nói thêm được. Nụ hôn tự nhẹ nhàng đến cuồn nhiệt khiến cô không sao thoát ra được. Một lúc sau luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô, anh hôn nhẹ lên trán cô. Em không được phép ngừng thích tôi. Nếu em dám nói từ bỏ tình cảm với tôi phạt em đấy. Vậy anh có thích tôi không? Phòng chợt im lặng khi nghe câu hỏi của cô. Anh thích cô không à? Không, người anh thích là Tuyết chứ đâu phải cô. Nhưng cứ sao lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ đến cô. Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh lo lắng đứng ngồi không yên. Rốt cuộc anh thích cô không nhỉ? Lý thì anh như đang suy nghĩ thì thất vọng quay đi. Cô đang trông chờ cái quái gì đây? Chờ anh nói anh thích cô á? Cô thừa nhận người cô yêu là anh, nhưng người anh yêu là Tuyết cơ mà. Sao lại hy vọng làm gì chứ? Nếu đã không thích, không yêu, xin anh đừng gieo cho người khác hy vọng, rồi chính anh đập tan hy vọng đó. Tôi với cả chị Tuyết Ly giống nhau, nhưng hoàn toàn là hai người khác nhau đấy. Kết hôn với anh là tôi, anh thừa biết đúng không? Sao anh cố tình nhầm lẫn giữa tôi với chị ấy để gieo cho tôi hy vọng? Anh không thấy như thế là ác với tôi à? Không, tôi chưa từng nhầm lẫn giữa em và cô ấy. Vốn dĩ hai người hoàn toàn không giống nhau mà. Em mệt rồi thì nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát. Phong định nói thêm, nhưng sợ bản thân không kiềm chế được, nói ra những lời không nên nói sẽ làm cho cô lầm tưởng. Anh chọn cách tránh mặt cô. Anh sợ làm cô đau lòng nên tránh đi vẫn là tốt nhất. Mới sáng sớm, Đồng Đồng đến bệnh viện thăm Ly bằng bộ dạng giống như cái kiểu là ninja ấy. Cô che kín mặt mũi, còn mang theo cả kính râm. Vừa để cửa bước vào, cô chạm mặt Phong khiến cô phát hoảng. Vừa định quay đi thì anh lên tiếng. Đứng lại. Cô là ai? Phong nhìn cô ánh mắt ngờ vực lên tiếng hỏi. Ly ngồi trên giường nghe anh hỏi thì quay ra cửa. Đồng Đồng chậm rãi quay lại kéo khẩu trang xuống. Tay thì vẫy vẫy cười gượng. Hì, chào anh, trùng hợp quá anh cũng ở đây à? Cô là ai? Tôi á, tôi... Cậu ấy là bạn tôi, Đồng Đồng. Nghe tiếng giải vây của Tiểu Ly, Đồng Đồng mừng rỡ bước về phía cô. Nhìn bộ dạng Đồng Đồng khiến Tiểu Ly phì cười. Giờ cô hiểu vì sao Phong có giọng điệu cảnh giác với cậu ấy như vậy. Mới sáng sớm ăn mặc lạ thế này, không thấy nóng à? Đương nhiên nóng, nhưng thà chịu nóng một chút còn hơn để hắn ta phát hiện ra mình. Ánh mắt Đồng Đồng liếc về phía Phong khẽ hỏi. Anh ở đây với cậu ấy cả đêm à? Ánh mắt Tiểu Ly nhìn phía Phong rồi nhìn sang Đồng Đồng nhẹ gật đầu. Đồng Đồng vẻ mặt hiếu kỳ. Này, đêm qua cậu gặp ác mộng không? Cậu nói gì? Gương mặt anh ta đáng sợ thế kia, chẳng nhẽ cậu không sợ à? Thôi, đừng có nói nữa. Tiểu Ly như là sợ Phong nghe thấy sẽ buồn. Cô vội nhìn anh. Anh về công ty đi, tôi ở đây có Đồng Đồng chăm sóc là được rồi. Không được. Tôi phải đợi Huy đến kiểm tra cho em xong, tôi mới yên tâm. Nghe nhắc cái tên Huy, vẻ mặt Đồng Đồng vô cùng lo lắng. Cô vội vàng quay sang Tiểu Ly. Bác sĩ điều trị của cậu tên là Huy à? Ừ, Lục Tiểu Huy, sao thế? Ôi má ơi, xui xẻo thế. Không được, mình phải đi đây. Nếu để anh ta phát hiện mình ở đây nguy lắm. Đồng Đồng vừa nói vừa đeo lại khẩu trang chạy vội để tránh gặp Huy. Nhưng vừa đến cửa cô đâm sầm vào người anh ta. Huy thấy cô chao đảo vội giữ cô lại để cô khỏi ngã. Thấy cô đứng im rồi mới lên tiếng hỏi. Cô không sao chứ? Ờ vâng vâng, tôi không sao. Đồng Đồng ấp úng vội đẩy tay anh ra quay mặt tránh đi. Nghe cái giọng có chút quen quen, Huy nghiêng người nhìn mặt cô. Tôi nghe giọng cô quen quá. Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Không, chắc anh nhầm đấy. Tôi gặp anh bao giờ đâu. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Đồng Đồng né ánh mắt của Huy, rồi sau đó nhanh chân chạy mất.
Huy ngờ vực nhìn theo. Phong thấy vậy mới lên tiếng nói: "Tôi bảo cậu đến khám cho bệnh nhân, chứ đâu bảo cậu đến đây tán gái. Cậu không thấy chiêu của cậu nó cũ rích à?" Huy liếc mắt nhìn phía Phong, anh nhanh chân bước đến trước mặt. "Vậy thiếu gia, bệnh viện của tôi bây giờ 7 giờ mới làm việc. Còn lúc này 6 giờ sáng, cậu bắt tôi kiểm tra cho vợ cậu. Sao cậu không chuyển đến đây là ông chủ luôn đi nhỉ?" "Nếu như cậu có lòng mời, tôi nhất định suy nghĩ đề nghị của cậu." "Cậu đúng là tức chết tôi rồi, chỉ là cái ước hiếp tôi thôi." "Thì sao, cậu có ý kiến gì à?" "Tôi nghe nói Lục phu nhân đang tìm mối cho cậu đấy. Vừa hay tôi biết một vài tiểu thư danh giá, để tôi gọi điện cho Lục phu nhân." "Thôi được rồi, tôi khám cho vợ cậu là được chứ gì. Suốt ngày chỉ biết ức hiếp tôi." Phong liền cong môi cười đắc ý. Tiểu Ly thấy vậy cũng phì cười. Hai người họ đúng là có là bạn thân từ nhỏ không nhỉ? Cô thấy chẳng giống đâu. Huy thấy Tiểu Ly cười thì anh ra vẻ giận dỗi. "Cậu ấy ức hiếp anh như thế em còn cười. Anh thắc mắc sao em có thể yêu được con người cậu ta. Vừa ích kỷ, chả có nghĩa khí với bạn bè. Không những thế, dậu đổ bìm leo." "Này này này, cậu lem bèm cái gì đấy?" "Có gì đâu, tôi nói cậu là người bạn cực kỳ tốt được chưa?" Huy trở về phòng trực sau khi kiểm tra cho Ly xong. Vừa ngồi xuống bàn điện thoại rung lên. Nhìn số điện thoại là mẹ anh gọi. "Dạ con nghe ạ." "Hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 9 giờ, con thu xếp thời gian đến dự nhé." "Dạ con bận lắm ạ." "Nếu không đến, ba mẹ dẹp luôn cái bệnh viện của con đấy." Lúc này là giọng ba nói. "Vâng vâng, con đến sẽ tới ạ." Đầu dây bên kia ngắt máy, Huy bỏ điện thoại xuống. Anh nhanh chóng mở máy tính của mình kiểm tra tất cả thông tin dữ liệu cần thiết. Tuy khi xuất hiện ở công ty, nhưng việc kinh doanh của tập đoàn Lục Thị Huy luôn nắm rõ. Chỉ là anh yêu thích công việc bác sĩ hiện tại hơn thôi. Tại tập đoàn Lục Thị, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn dừng trước cổng công ty. Huy mặc trên người bộ vest từ đặt may riêng lịch lãm bước xuống trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Gương mặt nam thần đẹp lạnh lùng không góc chết, lông mày sậm đen, sau mũi thanh cao, cùng dáng người cao ráo bước vào bên trong. Ánh mắt mê đắm tất cả nhân viên như muốn đổ gục khi thấy anh vậy. Trước đây cả thành phố nổi tiếng về độ đẹp trai và giàu có thì phải nhắc đến Phong, và người kế tiếp chính là Huy. Nhưng từ ngày Phong gặp tai nạn, cái danh hoàng tử đẹp trai giàu có thuộc về Huy của tập đoàn Lục Thị. Nhưng không vì thế Huy trở nên kiêu căng phách lối. Anh rất khiêm tốn hay giúp đỡ người khác, vì thế cũng được mọi người yêu quý. Đầu đầu không hề biết hôm nay Huy đến công ty. Cô đang bận kiểm tra tài liệu chuẩn bị cuộc họp. Chuẩn bị xong xuôi, cô vội vã mang đến phòng họp. Nhưng trời xui khiến thế nào, thang máy dành cho nhân viên bị hỏng. Mà chân đau quá, tài liệu đang cần gấp. Cô bạo gan đi thang máy dành riêng cho cấp trên. Cửa thang máy mở ra, đồng đồng bước chân vào vừa hay chạm mặt Huy cũng đang trong thang máy. Nhận ra anh, cô vội quay mặt đi định chạy, nhưng Huy đã nhanh tay giữ cô lại. Liếc mắt nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch nở một nụ cười nguy hiểm. "Lại gặp nhau rồi, vợ ơi vợ." Đồng đồng thầm than trời, trái đất này sao nó nhỏ bé tí ti vậy, oan gia ngõ hẹp thật mà. Đồng đồng giả vờ không quen biết. Cô nở nụ cười thương mại. "À, xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người ạ. Tôi không phải vợ anh. Tôi có việc xin phép anh đi trước." "Ấy, quên nhanh thế vợ. Chẳng phải mấy hôm trước ở căng tin ấy, vợ lớn tiếng mắng tôi phụ bạc vợ, còn dám đá tôi. Vợ này có hóa thành cho tôi cũng nhận ra được đấy." Biết không giả ngu được, đồng đồng với gương mặt tội lỗi chắp tay phía trước thành khẩn nói: "Lục tổng à, tôi biết tôi sai rồi. Anh người lớn rộng lượng, không chấp với trẻ không hiểu chuyện. Tôi hứa tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm đâu ạ." Nghe cô lắp ba lắp bắp nói, Huy nở nụ cười gian xảo tiến đến gần cô, nghiêng người kề sát tai cô. "Rất tiếc tôi không đủ rộng lượng. Chúc mừng cô trở thành người đầu tiên đưa tôi vào danh sách đen. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, Tô Đồng Đồng." Dứt lời, Huy bước vào thang máy. Ánh mắt nhìn cô giơ tay vẫy vẫy, nơi nở nụ cười đắc ý trên môi. Thang máy dần khép lại. Đồng đồng gục đầu vào tường chán nản. Xem ra ngày tháng sau này của cô không dễ thở. Điện thoại trong tay run lên. Cô nhận ra việc quan trọng còn chưa làm xong, vội vàng bước đến thang máy, vừa ấn thang máy vừa bắt điện thoại nghe.
Alo, tôi nghe ạ. Đông Đông, cô làm gì giờ này mà chưa mang tài liệu lên phòng họp? Vâng vâng, tôi đang đi lên ạ. Hôm nay Lục Tổng tham gia cuộc họp, cậu ấy là người nghiêm khắc lắm. Nếu không muốn bị đuổi việc thì nhanh nhanh cái chân lên. Rồi, tôi tới ngay đây ạ. Đồng Đồng ấn mãi thang máy không mở, nhìn đồng hồ cô lo lắng. Sao thang máy lại thế này chứ? Huy ở đằng sau, sau khi ra khỏi thang máy ấn khóa lại, khóe môi anh cong lên đủ cười đắc ý. Dám đá tôi à? Tôi cho cô biết đắc tội với tôi hậu quả thế nào. Ấn mãi thang máy im lìm, cô ôm tập tài liệu mở cửa thang bộ chạy vội lên. Chân cô đau điếng nhưng vẫn cố bước thực nhanh để không trễ giờ họp. Khó khăn lắm lên tới nơi, cô lau vội mồ hôi trên trán rồi chỉnh trang quần áo, nhẹ cửa đẩy bước vào. Dạ, tôi mang tài liệu đến ạ. Cuộc họp bắt đầu bao lâu rồi giờ mới mang tài liệu tới? Cô làm việc như thế đấy à? Huy gương mặt không cảm xúc, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cô chất vấn. Đồng Đồng cố kìm nén cơn giận. Xin lỗi Lục Tổng, tôi rút kinh nghiệm ạ. Làm việc chậm chạp thế này, thế mà được nhận vào bộ phận marketing. Tôi thực sự nghi ngờ năng lực tuyển chọn của phòng nhân sự. Cuộc họp diễn ra trong sự căng thẳng từ đầu đến cuối. Các chiến lược kinh doanh của phòng marketing bị bác bỏ vì không đủ thuyết phục Huy. Kết thúc cuộc họp, phòng marketing hôm nay tăng ca để đưa ra chiến lược cho việc quảng bá khu nghỉ dưỡng sắp khai trương. Trở về phòng làm việc, Đồng Đồng ngã người lên ghế thở dài. Cổ chân cô sưng vù, đi lại cũng khó khăn hơn. Nhớ đến câu nói của Huy sau khi tan họp, cô lại càng tức. Đi thang bộ thế nào thoải mái đúng không? Tôi quên không nói với cô, lúc nãy tôi cố tình khóa thang máy để cô không lên được. Càng nghĩ cô càng tức giận. Tên khốn nhà anh, Lục Thiếu Huy à? Đúng là cái đồ tính khí đàn bà, thù gia nhỏ mọn. Tôi nguyền rủa anh cả đời này không lấy được vợ, cho Lục gia của anh tuyệt tử tuyệt tôn. Tại văn phòng chủ tịch, Huy nhẹ gõ cửa rồi nhanh chóng để cửa bước vào. Đôi chân dài thẳng tắp bước đến trước bàn làm việc. Ba gọi con à? Ngồi xuống đi. Ông Thiên ngừng đôi tay đang hoạt động trên bàn phím, tháo chiếc kính cận đặt lên bàn rồi bước lại phía sofa đối diện với Huy. Ông rót tách trà nóng. Ba gọi con lên đây có việc gì ạ? Con là con ba, nhưng gặp con một lần sao mà khó thế hả? Ba biết con rất bận mà. Bận đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình. Con nên dành thời gian quan tâm đến mẹ con ấy, ba nhớ con đấy. Con vẫn thường xuyên về mà ba. Thường xuyên của con á, 1-2 tháng mới về một lần. Người không biết còn tưởng con ở cách xa nửa vòng trái đất. Thì không phải con không muốn về, nhưng ba thấy đấy, mỗi lần về, mẹ đưa về mấy cô gái ép con chọn. Kết hôn là việc hệ trọng, đâu thể ép buộc được ba. Con còn trách mẹ con à? Con xem sắp 30 rồi, chẳng có lấy mảnh tình vắt vai. Mẹ con lo cho con mải mê công việc, quên luôn việc kết hôn sinh con đẻ cái nên mới thế. Con không hiểu cho mẹ con, sao lại trách bà ấy? Thì con đương nhiên hiểu mẹ lo cho con, nhưng con muốn được tự do chọn người bạn đời của mình. Ba mẹ cho con thêm thời gian, con nhất định tìm được con dâu tốt cho ba mẹ. Đấy, lại thời gian. Ba mẹ đâu yêu cầu gì cao sang, sao kén chọn thế hả? Mẹ con nói cuối tuần này nhất định về nhà ăn cơm. Nếu không đừng trách sao ta dẹp luôn cái bệnh viện của con. Thẩm Mỹ Yên vừa đặt chân đến biệt thự của Phong, còn chưa vào đến nhà, bà lớn tiếng gọi một cách rất vui. Lily à, con dâu ngoan của mẹ, mẹ đến thăm con này. Lưu quản gia vừa đóng cửa xong bước vội theo bà. Dạ phu nhân, thiếu phu nhân không có trong nhà ạ. Không ở nhà á? Con bé ra ngoài chơi sớm thế à? Dạ không ạ, thiếu phu nhân không phải ra ngoài chơi, mà là không khỏe đang ở trong bệnh viện ạ. Hả? Ở bệnh viện á? Có nghiêm trọng không? Ông nói cho tôi biết, có phải thằng nhóc thối kia nó ức hiếp Lily không? Dạ việc này. Ông ấp úng như vậy nghĩa là đúng à? Cái thằng nhóc này đúng là làm tôi tức chết. Lấy nhau chưa đầy một tháng mà con bé phải nhập viện. Tôi nói làm sao với bên thông gia? Ông kể lại tất cả mọi chuyện đi, không sót một chi tiết nào. Nếu bao che bảo vệ nó thì đừng trách tôi. Bà Yên tức giận ngồi phịch xuống ghế nhìn Lưu quản gia chờ đợi. Lưu quản gia khó xử nhưng cũng không dám bán đứng Phong. Nhưng lại nghĩ những ngày qua thiếu phu nhân quá đáng thương nên ông cũng kể lại mọi chuyện. Bà Mỹ Yên nghe ông kể tức giận đập bàn. Tại sao những chuyện này từ đầu ông không nói với tôi? Có phải ông thông đồng với nó ức hiếp con bé không đấy? Ấy phu nhân, đừng nghĩ oan cho tôi. Thiếu gia can dặn, nếu dám hé răng nửa lời, cho dù bất cứ ai thì cũng đuổi việc.
Cho nên tôi không dám. Vậy sao hôm nay ông chấp nhận nói với tôi? Dạ, vì thấy thiếu phu nhân đáng thương. Tôi nghĩ nếu mình nói ra với phu nhân thì phu nhân bảo vệ được cô ấy à? Xem ra ông cũng biết khôn đấy. Cái thằng con chết tiệt này, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận cho ra trò, để nó biết cách đối xử với vợ nó thế nào cho đúng. Bà hùng hùng hổ hổ đến tập đoàn Vệ Thị bằng sắc mặt như kiểu muốn giết người. Rất lâu rồi, từ ngày bà với cả Vệ Cảnh Hiên lui về ở ẩn, giao lại tập đoàn cho Phong, bà không đến đây. Hôm nay vì đòi công bằng cho con dâu, bà nhất định phải tới. Vừa bước vào sảnh, tất cả nhân viên thấy bà gặp người chào hỏi. Bà Mỹ Yên một gương mặt lạnh không nói gì, bà đi một đường thẳng đến văn phòng chủ tịch. Mọi người thấy sắc mặt bà có vẻ không tốt thì nhìn nhau xôn xao. Có chuyện gì phu nhân đến tận đây nhỉ? Nhìn sắc mặt bà ấy không đơn giản đến thăm chủ tịch đâu. Sao tôi biết? Thôi thôi, cứ làm việc đi. Bà đi thẳng đến văn phòng chủ tịch để cửa bước vào. Phòng trống không, không có ai. Một nhân viên bước vội vào, bà quay lại hỏi. Này, Cảnh Phong đâu rồi? Dạ thưa phu nhân, chủ tịch đang họp, phu nhân ngồi đợi. Bà không chờ nhân viên nói hết câu, lập tức hướng phòng họp mà đi tới. Đến nơi, bà đẩy mạnh cửa. Phòng họp đang cực kỳ căng thẳng. Sự xuất hiện của bà làm mọi người còn căng thẳng hơn. Dự án lần này đến cả cựu phu nhân cũng đến á. Ánh mắt Phong nhìn phía bà. Bà nhanh chân bước đến trước mặt Phong, nhìn anh ánh mắt như muốn giết người. Phong không hiểu bà tức giận cái gì. Mẹ con đang họp, có gì đợi tan họp rồi nói. Phong, tại sao con dâu của mẹ nằm viện? Mẹ, con... Nói. Tiếng quát của bà khiến tất cả những người có mặt trong phòng họp giật mình đến im bặt. Phong nhìn phía họ lên tiếng. Tan họp nhé, về làm lại tất cả rồi nộp cho tôi. Mọi người nhanh chóng vơ vội tài liệu rồi nhanh chân rời khỏi cái nơi nóng rực này. Sau khi đi hết rồi, Phong quay sang nhìn bà ánh mắt dè dặt. Ai nói cho mẹ biết à? Lão Lưu à? Sao? Định đuổi việc ông ta đấy à? Mẹ nói cho con biết, con đừng tưởng mẹ không biết cái gì con làm. Hôm mới cưới con bé về, đêm tân hôn, con đuổi nó ra khỏi phòng. Không những thế ngược đãi nó. Tốt nhất con thành thật giải thích rõ với mẹ, không thì mẹ không để yên đâu. Con không có gì để giải thích à? Mẹ hỏi con có yêu nó không? Chẳng phải trước đây đòi nằng nặc cưới cái Tuyết Ly cho bằng được à? Sao bây giờ đối xử với nó như thế? Có phải con thay đổi rồi không? Con không thay đổi, nhưng cô ấy không phải Tuyết Ly. Hả? Nói thế là sao? Biết mình lỡ lời, Phong đứng lên tránh đi ánh mắt tra hỏi của bà. Anh bước đến cửa kính nhìn xa xăm bên ngoài thành phố. Bà bước xuống trước mặt anh. Tốt nhất nói cho rõ. Con nói con bé không phải Tuyết Ly là ý gì đây? Mẹ à, nếu người con lấy không phải Tuyết Ly, mẹ nghĩ thế nào? Nói lung tung cái gì thế? Sao người lấy không phải Tuyết Ly? Rõ ràng là Tuyết Ly mà. Thật ra người con lấy hôm đó không phải Tuyết Ly đâu ạ. Là em gái song sinh của cô ấy, là Tiểu Ly. Tuyết Ly bỏ trốn lúc hôn lễ diễn ra. Ông Lâm đã đưa Tiểu Ly vào thay thế ạ. Sắc mặt bà trở nên vô cùng khó coi. Bà nhìn mắt của Phong. Con đang đùa với mẹ đấy à? Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất cũng xin được kết thúc. Bộ truyện này có 3 tập nha các bạn. Các bạn đừng quên để theo dõi. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm